1. Một bát chojuke là thứ mà Atsushi Nakajima ao ước nhất lúc này. Món ăn ấy tuy đơn giản nhưng mà giờ nó chỉ là hồi ức của cậu lúc còn ở cô nhi viện. Từ khi bị đuổi ra khỏi đó thì cậu chưa có gì vào bụng trong nhiều ngày. Với cơ thể sắp chết đói đang run rẩy, Atsushi quyết định là sẽ ra sức cướp ví của người tiếp theo mà cậu gặp được. Mà xui cái gặp phải một tên đang trôi dưới sông. Không còn cách nào khác nên là Atsushi quyết định là gác lại việc ăn cướp lao xuống cứu. Tưởng đâu được đền ơn đáp nghĩa, ai mà già cái bị cha nội đó chửi te tua. Người ta đang đi tự tử mà đi cứu, lành quá à. Nhưng dù gì cũng liên lụy đến Atsushi nên ổng sẽ mời cậu đi ăn mà người trả tiền là ông bạn đồng nghiệp của ổng là Kunikita. Cậu cũng biết được tên của ổng là Dazai Omasu, ông hoàng trong làng thích tự tử. Trong lúc Atsushi đang ăn ngấu nghiến mấy chục tô chojuke thì Kunikita mắng cho cha nội Dazai một trận linh đình vì cái tội đam mê tự sát. Nói về ông anh trai tóc vàng Kunikida một xíu nha, ổng là một người cực kỳ đúng hạn và rất cần mẫn trong công việc. Mọi thứ về tương lai, cuộc đời gì đó được ổng ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ tay cá nhân. Và cuốn sổ này liên quan đến năng lực của Kunikida nên là ổng rất xem trọng nó. Rồi, quay lại với Atsushi sau khi được ăn nona thì chắc 10 năm nữa chắc ổng cũng không đụng tới món này đâu. Ngán quá mà. Qua trò chuyện cậu ấy biết được anh Kunikida và Dazai là hai người thuộc trụ sở thám tử vũ trang. Một tổ chức cá nhân gồm những người có siêu năng lực. Ở đó họ chỉ nhận những nhiệm vụ đặc biệt đến nỗi mà cảnh sát hay là quân đội cũng chẳng làm được. Mà nhìn lại hai trò nội này thì nghi nghi sao á. Ông thì cứ nhìn vào cây sà ngang của quán ăn đòi treo cổ tự tử. Còn ông thì cái giống tàu lao gì cũng chép vô sổ và xem đó là chân lý của cuộc sống. Thiệt chán chẳng muốn nói à. Atsushi vô tình biết được nhiệm vụ lần này của họ là truy lùng một con hổ mới xuất hiện ở thành phố này gần đây. Nghe tới đó thì cậu như người mất hồn vì trước đây khi ở cô nhi viện cũng có một con hổ thường quấy phá nông trại. Từ khi Atsushi bị đuổi khỏi cô nhi viện thì con hổ cũng bám theo cậu đi đến thành phố này khoảng 2 tuần trước. Có thể cậu ấy cũng là mục tiêu mà con hổ nhắm đến. Khi nghe được thông tin quan trọng này từ Atsushi, anh Dazai đề nghị cậu hợp tác với anh ấy làm mồi nhử con hổ. Nhưng thấy nguy hiểm nên là Atsushi định từ chối mà nghe nói có tiền thưởng nên là con mắt sáng rỡ à. Khi đến điểm điều tra, anh Dazai đã sớm biết chính Atsushi là con hổ họ đang tìm kiếm. Lý do thứ nhất, cô nhi viện đuổi Atsushi ra ngoài vì biết cậu ấy chính là con hổ đó. Thứ hai, vì cậu nhóc này xuất hiện tại thành phố 2 tuần thì con hổ cũng xuất hiện theo và nơi Atsushi ở thì con hổ cũng xuất hiện. Thế cho nội Dazai mê tự tử vậy thôi chứ đầu óc suy luận ghê lắm á nha. Ngay lập tức ánh trăng chiếu vào cơ thể của Atsushi khiến cơ thể của cậu biến đổi thành một con hổ to lớn. Năng lực của cậu ấy chính là biến thành hổ vào đêm trăng tròn và việc này khiến cậu mất đi lý trí. Trong lúc Atsushi hóa hổ thì liên tục tấn công vào người anh Dazai. Nhưng mà ngay lập tức anh ấy đã sử dụng khả năng phi nhân, năng lực của Dazai có thể tước đi mọi siêu năng lực của đối thủ bằng cách chạm vào họ. Man Tiger cũng đã bị áp chế và trở lại thành người. Atsushi vừa tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy nguyên cái tay hổ còn sót lại khiến ổng sợ xanh mặt. Anh Dazai thông báo rằng từ hôm nay Atsushi với năng lực quái vật dưới ánh trăng sẽ chính thức gia nhập vào trụ sở thám tử vũ trang. Tập 2. Sáng hôm sau, anh Dazai liên lạc với Atsushi để giao cho cậu ấy một nhiệm vụ quan trọng. Tưởng đâu nhiệm vụ gì khẩn cấp lắm, ai dè cha nội đó lại đi tự tử trong cái thùng nhưng mà không có chết và bị mắc kẹt. Đau quá nên là gọi Atsushi cầu cứu. Chết thì không sợ mà sợ đau mới ghê. Khi đi trên đường, Dazai đang mãi mê chém gió các kiểu như ổng là người duy nhất được tin tưởng nhất trụ sở. Vừa dứt câu thì anh Kunikida xuất hiện rồi lôi trong sổ tay ra một đống phàn nàn về ổng. Gần đây nhất là mắc kẹt trong lưới đánh cá, rồi còn tự chôn mình trong nông trại của người ta nữa chứ. Kiểu này sao mà tin tưởng cho nội này được đây? Quay lại vị chính, anh Kunikida thông báo hai người họ khẩn trương đến trụ sở vì có một nhiệm vụ khẩn cấp. Tên khủng bố đã bắt con tin và hăm dọa sẽ kích hoạt bom tại trụ sở chính của họ. Hắn ta lúc này đang rất hung tợn một mực đòi gặp chủ tịch. Vì là tổ chức thám tử nên họ rất nhiều kẻ thù bao gồm những tên tội phạm nguy hiểm. Anh Dazai nhận định chất nổ trong quả bom rất lớn. Điều cần làm duy nhất chính là tìm thứ gì đó che chắn quả bom để giảm thiệt hại. Cuối cùng hai tiền bối cũng đành ra tay. Tưởng sử dụng siêu năng lực gì chứ ai dè hai cha kéo búa bao coi ai là người giải quyết vụ này. Tới nước này mà hai cha còn lầy nữa. Kunikida bước ra đối phó nhưng mà năng lực của anh ấy đã bị tên khủng bố biết rõ. Hắn hăm dọa anh phải để tay chân lên vị trí có thể nhìn thấy được. Do mới gia nhập vào tổ chức nên là Atsushi sẽ dễ dàng giải quyết vụ này vì chưa ai biết được năng lực của cậu ấy. Ai dè, cha nội đó đứng ra nói đạo lý với tên khủng bố. Mà nói cả buổi rồi thằng khủng bố nó có nghe đâu. Nhưng lúc thời cơ đến thì Kunikida lập tức dùng khả năng Toppy 3 sĩ để vẽ ra một khẩu súng đoạt lấy điều khiển của quả bom. Năng lực của anh ấy là biến ra mọi đồ vật anh ấy viết lên trên giấy từ sổ tay của mình và kích thước của vật tạo ra chỉ giới hạn bằng quyển sổ tay. Trong lúc tưởng chừng như đã giải quyết xong tên khủng bố thì hai cha nội lầy lội này lại gây lộn khiến cho tình thế bị đảo ngược. Tên khủng bố nhân cơ hội này kích hoạt bom khiến cho Atsushi vô cùng hoảng loạn. Nhớ đến câu nói của anh Dazai nên là cậu ấy đã liều mình dùng cơ thể ôm chặt quả bom. Tưởng đâu đi gặp ông bà rồi chứ, hóa ra nó chỉ là một bài kiểm tra trụ sở do chủ tịch Yukichi Fukuzawa bày ra nhằm thử lòng Atsushi. Chủ tịch nhận thấy bản tính lương thiện của cậu nhóc tân binh mới nên đã đồng ý cho cậu gia nhập chính thức vào tổ chức.
Atsushi được phân công làm việc dưới sự trợ giúp của Rajai và Kunikida, rồi chung đội với hai cha nội chuyên gây lộn này không biết có ổn không đây nữa. Tập 3. Trong một lần khách hàng nữ xinh đẹp đến trụ sở thì cha nội Rajai liền rủ cô ấy đi tự tử chung mới ghê chứ. Anh Kunikida nổi điên lên lôi đầu vô trong đập cho một trận mà có chừa đâu. Cô ấy là Ishiyo muốn trụ sở điều tra về bọn buôn lậu xuất hiện gần con hẻm trên đường đến công ty của cô ấy. Nhận thấy nhiệm vụ này ít nguy hiểm nên là anh Kunikida đã cử Atsushi đi làm nhiệm vụ lần này cùng với hai anh em nhà Tanigaki. Trước khi anh chàng người hổ đi làm nhiệm vụ đầu tiên thì anh Kunikida đã dặn dò cậu hãy tránh xa tên tội phạm khét tiếng trong ảnh. Chúng là những phần tử cực kỳ nguy hiểm trong thế giới ngầm lớn nhất thành phố được mọi người biết đến với cái tên là Mafia Cảng. Tên trong tấm ảnh là một kẻ trong số chúng và cực kỳ nguy hiểm. Năng lực đặc biệt của hắn còn vượt quá tầm kiểm soát của trụ sở. Quân đội và cảnh sát cũng không thể đụng đến hắn ta. Kỹ năng của hắn ta thuộc kiểu tàn nhẫn chuyên giết người nên là tốt nhất là hãy bỏ chạy thật nhanh khi đối đầu với hắn. Khi đến con hẻm thì Ichijo đã lộ mặt là một phần tử của Mafia Cảng dưới trướng của Akutagawa. Ả ta dùng súng bắn liên tục về hướng đội thám tử khiến cho Naomi bị thương nghiêm trọng. Trong tình thế nguy hiểm, Tanizaki tung năng lực tuyết tế để trả thù cho em gái mình. Năng lực của cậu ấy là tạo ra một ảo ảnh trong khu vực tác động và bao trùm nơi đó bằng tuyết, đồng thời giúp cơ thể của Tanizaki hòa hợp với môi trường xung quanh. Tưởng chừng như cậu ấy đã lật ngược được thế trận nhưng mà một đòn từ phía sau của Akutagawa đã khiến cho Tanizaki gục ngã hoàn toàn. Mục tiêu chính của Mafia Cảng là lấy đầu của người hổ Atsushi, bởi vì ở chợ đen đã có người ra giá 7 tỷ yên cho thủ cấp của Man Tiger. Sức mạnh của năng lực La Sinh Môn của Akutagawa tạo ra con quái vật Rashomon từ chiếc áo choàng khiến cho hắn ta trở nên hùng mạnh áp đảo hoàn toàn Atsushi. Dù cậu đã né được đòn tấn công và xả súng liên tục nhưng mà đạn không thể xuyên qua được con quái vật bóng tối. Nó đã nuốt chửng mọi thứ mà nó có thể nhìn thấy, bao gồm cả những khoảng không của viên đạn. Trong đòn kế tiếp của Akutagawa đã lấy đi một chân của Atsushi. Nỗi đau tột cùng khiến cậu bật khóc. Cậu nhớ đến câu nói khi còn ở cô nhi viện, những đứa trẻ không cha mẹ thì không có quyền được khóc. Cậu nói ấy khiến cho cơ thể của Atsushi mất kiểm soát hoàn toàn. Cậu biến hình thành mãnh hổ và khả năng hồi phục mạnh mẽ của Mantiger khiến cho chân của Atsushi bình phục hoàn toàn. Lớp da cứng chắc của cậu lúc này chắn được cả những viên đạn. Tiếp đó, con quái vật bóng tối đã cắt đôi cơ thể của anh chàng người hổ, nhưng đó chỉ là ảo ảnh do Tanizaki tạo ra. Từ khoảng không, Atsushi và Akutagawa lao vào nhau bằng đòn quyết định nhưng mà Raja đã kịp thời có mặt dùng năng lực của anh ấy khiến cả hai bị mất đi sức mạnh. Do trước đây anh ấy từng là cựu thành viên của Mafia Cảng nên là Akutagawa quyết định tha mạng cho Atsushi lần này. Mafia Cảng đã nhắm đến đầu của Mantiger vì số tiền 7 tỷ yên thì trụ sở thám tử sẽ không còn ngày nào được yên bình nữa. Tập 4. Atsushi đã an toàn sau lần chạm trán với Akutagawa, nhưng những ám ảnh về trận chiến khiến cậu lo lắng cho hai người đồng đội là Tanizaki và Naomi. Nhưng họ vẫn sống sót và đang được chăm sóc đặc biệt từ năng lực cấm tử của Akiko Yosano. Năng lực đặc biệt của cô bác sĩ này cho phép chữa lành bất cứ vết thương nào của cô ấy và người khác, nhưng chỉ trong trường hợp là người đó đang trong tình trạng hấp hối. Tức là người được chữa trị phải bị thương từ đòn chí mạng gần như sắp chết thì Yosano mới có thể sử dụng được năng lực cấm tử của mình. Nói cho dễ hiểu thì để chữa lành cho Tanizaki thì bà phải đập cho ổng gần chết xong mới chữa lành hết một lần được. Nghe thôi mà thấy nổi cả gai ốc à. Anh Kunikida biết rằng Atsushi đang trong tầm ngắm của Mafia Cảng, nhưng mà với bản lĩnh của bậc tiền bối thì anh ấy khuyên cậu hãy bình tĩnh, không có chuyện gì lớn hết á. Nói thì nói vậy thôi, chứ thằng chả còn cầm quyển sổ ngược kìa, ở đó mà bình tĩnh cái nỗi gì. Trong lúc đó thì nhóm Mafia Cảng thuộc nhánh Black Freezer, hay còn được gọi là Thằng Làng Đen, do Hirotetsu lãnh đạo đang tấn công thẳng vào một kho hàng gần đó. Khả năng đặc biệt của ông ta là Oshitsubaki, khiến cho những thứ mà ông ấy chạm vào bay lùi ra với một lực cực mạnh. Thanh thép cứng chắc cũng bị bẻ cong dễ dàng. Khi sử dụng lên cơ thể người thì khiến cho xương của nạn nhân bị gãy vụn hoàn toàn. Bản chất lạnh lùng đi kèm với điếu thuốc Hirotetsu ngậm trên môi khiến ông ấy trở thành một người đáng gườm trong nhóm của Mafia. Atsushi cũng thấy được mức độ nguy hiểm của Mafia Cảng như thế nào, nên cậu ấy đã gọi cho Ichijo để yêu cầu chúng hãy đến bắt cậu ấy và buông tha cho những người đồng đội. Bản thân cậu sẽ là người gánh vác trách nhiệm này, không để liên lụy đến người khác trong trụ sở. Nhưng ả ta nghe xong liền ra lệnh cho Hirotetsu tập hợp tổng lực Black Freezer tấn công vào trụ sở thám tử tiêu diệt toàn bộ. Nhận được lệnh, Hirotetsu lập tức tập trung những đàn em cực kỳ máu me. Đi đầu là Michiyo Tachihara, người còn lại là Gin, em gái của Akutagawa. Cả hai người họ đều thuộc bộ phận chỉ huy nhóm Thằng Làng Đen trong Mafia Cảng. Vì Ichijo đã trượt mất Atsushi trong lần trước và bị Akutagawa khiển trách nên cô ấy sẽ quyết định tiêu diệt trụ sở trước tiên. Ít phút sau đó, Hirotetsu phá cửa trụ sở xông thẳng vào bên trong tấn công số thành viên ít ỏi của tổ chức thám tử vũ trang đang có mặt tại đó. Atsushi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ trụ sở khiến cho cậu hất hải chạy về. Khi vừa đến nơi thì thấy băng Mafia Cảng khét tiếng đang bị 4 người đồng đội đập cho ba má nhìn không ra. Ủa rồi Mafia Cảng người ta đồn đây hả trời? Thế vậy chứ mấy đứa trong cái trụ sở này có vẻ nguy hiểm hơn cả Mafia nữa.
Asushi cũng bật khóc nức nở vì những người thân duy nhất của cậu vẫn an toàn. Tập 5. Trong nhiệm vụ tiếp theo, Asushi sẽ đi theo anh Branbo Edogawa để điều tra về vụ giết người. Khi đến hiện trường, tỉnh trưởng Kanagawa Minora đón tiếp hai người họ. Nạn nhân lần này là đồng nghiệp của ông ấy. Cảnh sát đã tìm thấy xác của cô ấy trôi trên sông và phát hiện 3 phát bắn ở ngực. Thông qua hiện trường vụ án, trung sĩ Sugimura cho rằng nạn nhân bị thủ tiêu bởi bọn mafia vì kẻ đó đã bắn thêm 2 phát vào xác chết. Nhưng người từng thuộc cụ thành viên của mafia cảng là Andazai cho rằng không phải do chúng làm vì cách thức của chúng tàn độc hơn rất nhiều. Nếu là chúng thì chúng sẽ làm vỡ hàm của nạn nhân khiến cho họ đau đớn một thời gian, sau đó mới giết chết họ bằng 3 phát súng vào ngực. Anrenbo sử dụng cặp mắt kính kích hoạt khả năng siêu suy luận và xác định hung thủ thật sự chính là trung sĩ Sugimura. Do không thể giấu giếm 3 viên đạn đã sử dụng trong khẩu súng nên là anh ấy đã chống cự và bị Asushi tóm gọn trong tích tắc. Rambo còn nói ra chính xác nơi xảy ra vụ việc và khoảng thời gian gây án khiến cho trung sĩ Sugimura rất bất ngờ. Khi về đồn lấy lời khai thì anh ấy nói rằng nạn nhân đã điều tra được chứng cứ tham nhũng của thành viên quốc hội. Do Sugimura và cô ấy là người yêu của nhau nên anh không thể ra tay nên chỉ còn cách tự sát, nhưng phát bắn định mệnh đã khiến cô ấy ra đi mãi mãi. Cuộc gọi từ cấp trên bên quốc hội đã yêu cầu Sugimura ngụy tạo rằng đó là do mafia cảng gây ra nên bắn thêm 2 phát đạn. Trên đường về, Asushi vô cùng ngạc nhiên khi mà nghe Andazai nói rằng Rambo không hề có siêu năng lực. Anh ấy chỉ ảo tưởng mình có siêu năng lực thôi, vì khi sử dụng năng lực, Andazai đã cố tình chạm vào người Rambo nhưng mà không có phản ứng gì cả. Tất cả việc điều tra đều nhờ vào khả năng suy luận logic. Vì hung thủ bắn 2 phát đạn vào xác chết được trung sĩ Sugimura nhắc đến chứng tỏ anh ấy chính là hung thủ, vì thông thường không ai có thể biết nạn nhân chết ngay từ phát bắn đầu tiên. Còn về thời gian diễn ra vụ án thì là do nạn nhân không hề trang điểm và xác vẫn còn mới nên là chắc chắn thời điểm gây án là vào buổi sáng. Với lại đồng hồ của nạn nhân và trung sĩ Sugimura là cùng một mẫu, cộng với việc họ gặp nhau vào lúc cô ấy không trang điểm thì kết luận họ là người yêu của nhau. Chính vì vậy nên là Sugimura không thể phá hàm của người mình yêu nên chỉ bắn thêm 2 phát đạn vào người để ngụy tạo hiện trường cho giống với hình thức thủ tiêu của bọn mafia cảng. Rambo dù không có siêu năng lực gì nhưng mà với tài năng siêu suy luận của anh ấy đã giúp cho trụ sở thám tử giải quyết hàng loạt các vụ án trước đây. Vì vậy mọi người trong trụ sở đều tôn trọng anh ấy như một người có siêu năng lực thực sự. Tập 6. Mới sáng sớm mà cha nội Dazai đã ăn nấm độc làm sầm nguyên cái trụ sở. Đến khi anh Kunikida điên lên đập cho một trận thì mới chịu thôi. Trong nhiệm vụ tiếp theo, cả ba người họ đến điều tra về vụ mất tích hàng loạt ở Yokohama. Manh mối chỉ vỏn vẹn là một lời khuyên vô danh nói rằng các nạn nhân đang bị bắt cóc và bị giam tại một địa điểm. Đầu tiên, nhóm của Kunikida sẽ tìm đến một hacker hàng đầu là Taguchi Rokujo. Cậu nhóc này còn là một nhà môi giới thông tin hàng đầu và cũng là người cấp tin cho trụ sở thám tử vũ trang. Sau đó, anh Kunikida đã biết được người đưa cho anh ấy lời khuyên vô danh chính là Thanh Phái Viên. Những bức ảnh cuối cùng của nạn nhân cũng được Rokujo tìm ra. Thông qua các manh mối có được, nhóm của anh Kunikida lập tức gọi bác tài xế taxi đến. Bác ấy cũng là người cấp tin cho trụ sở suốt thời gian qua và đặc biệt bác tài đã gặp được 2 trong số 11 nạn nhân bị bắt cóc. Họ đi đến một bệnh viện bỏ hoang. Khi vào trong, anh Kunikida phát hiện ra một cô gái đang bị giam trong hồ nước. Không chút do dự, anh đã cứu cô ấy ra khỏi đó. Qua trò chuyện, cô ấy giới thiệu bản thân là Sasaki Nobuko, một giảng viên đại học và cũng là nạn nhân thứ 12 trong vụ bắt cóc. Ngoài cô ấy ra thì Asushi còn phát hiện các nạn nhân khác đang bị giam giữ. Dù đã cố hết sức nhưng mà họ vẫn bị chất độc giết hại. Trụ sở thám tử vũ trang cũng bị liên lụy đến vụ việc này. Dường như có kẻ đang cố tình đổ tội cho trụ sở. Anh Kunikida hẹn gặp bác tài taxi và chỉ rõ thủ đoạn đánh thuốc mê bắt cóc các du khách. Nội tạng của nạn nhân sẽ nhận được một cái giá rất cao trong khu chợ đen. Các nạn nhân bị ông đánh thuốc mê và ông đã mặc lại quần áo của họ để cố tình cải trang giống họ làm bằng chứng ngoại phạm, trong khi các nạn nhân thật thì đang bị giam giữ. Sau cùng, ông bác tài xế đã yêu cầu được bảo vệ trong 72 giờ vì một tổ chức buôn lậu đã đứng sau ép buộc ông ấy. Ông ấy cũng thấy được một tên mafia cản trong số bọn buôn lậu. Vừa nói dứt câu thì chiếc xe đã bị xả súng liên tục. Anh Kunikida đã ở lại dùng Doppro thi sĩ chống lại chúng để Dazai cùng Asushi bảo vệ bác tài xế. Bằng năng lực của mình thì anh Kunikida dễ dàng hạ gục mấy tên lâu la, nhưng mà ngay lập tức Akutagawa có mặt tấn công áp đảo Kunikida. Dù gì cũng là một thám tử tài ba nên là anh ấy cũng đã phản công khiến tên chỉ huy mafia cản bị điện giật nhăn răng. Tiếng còi cảnh sát vang lên khiến cho Akutagawa đành phải rút lui. Tiếp theo, anh Kunikida cùng hai đồng đội đi đến nơi từng là căn cứ của những tên buôn lậu. Tòa nhà này cũng là nơi mà vua Azura, kẻ khủng bố khét tiếng nhất, tự cho mình nổ tung cùng 5 trinh sát hàng đầu. Một trong 5 trinh sát đó chính là ba của hacker Rokujo. Và người báo cảnh sát nơi ẩn náu của vua Azura chính là Kunikida. Nói cách khác, anh chính là người đã vô tình đưa 5 trinh sát vào chỗ chết. Từ đó anh luôn cảm thấy muốn bù đắp cho Rokujo, đồng thời Kunikida cũng phát hiện ra lời nhắn của vua Azura để lại. Tập 7. Hiện tại trụ sở thám tử vũ trang đang phải đối mặt với một tổ chức khủng bố.
Chúng đe dọa sẽ kích nổ một quả bom cỡ đại trong thành phố nhằm phá hoại thanh danh của trụ sở. Chủ tịch Yukichi nhấn mạnh rằng nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là tìm ra quả bom trước chiều mai. Ông tài xế taxi cũng đã phủ nhận toàn bộ mọi chuyện về quả bom trong thành phố. Có thể tổ chức mafia cảng không hề dính líu đến chuyện này. Trong lúc bế tắc về quả bom thì ông Hoàng trong làng suy luận Rainbow đã liên hệ qua điện thoại thông báo vị trí của quả bom. Nó ở trong một cửa hàng bán đồ dùng câu cá gần khu phức hợp hóa dầu. Nếu quả bom phát nổ và phá hủy một bể chứa thì có thể cả thành phố sẽ chìm trong biển lửa. Tuy nhiên, việc đột nhập vào công ty tư nhân để đặt bom sẽ rất khó khăn, nên có thể quả bom đang nằm trong một chiếc xe gần khu phức hợp hóa dầu. Từ manh mối mà nhóm của Kunikida tìm được thì phía cảnh sát đã phát hiện ra quả bom. Các ba người lần lượt nhận được điện thoại chạy thẳng đến chỗ của cơ sở quốc phòng cũ. Andazai cũng cho biết thống đốc đã xác nhận cái chết của bác tài xế taxi tại phòng giam với dấu ấn số 0 trên tay. Ngay khi vừa đến cơ sở quốc phòng thì nhóm của Kunikida đã bị tấn công bằng vũ trang. Nazai và Asushi lập tức chạy thẳng đến chỗ điều khiển quả bom nhưng mà chẳng thể ngắt được nó vì thiếu chìa khóa. Anh Kunikida cũng bị tấn công bằng năng lực của tên khủng bố. Trên tay anh ấy đã xuất hiện con số bắt đầu đếm ngược. Nếu nó về không thì anh ấy sẽ chết một cách vô cùng đau đớn. Hắn liên tục điều khiển khiến cho anh Kunikida không gặp ít khó khăn và phải phá hủy đi chìa khóa. Phía trên thì Nazai và Asushi cũng bị một tên lực lưỡng đập cho một trận như tử. Bằng khả năng thấu hiểu của nhau, Andazai và Kunikida thành công đổi mục tiêu chiến đấu. Cả hai người họ đã phối hợp với nhau hoàn hảo để hạ gục đi những tên khủng bố. Ngay lúc đó, anh Kunikida dùng năng lực của bản thân kiến tạo ra chìa khóa dù chỉ mới trông thấy nó một lần. Quả bom cũng thành công bị vô hiệu hóa. Trong lần đột nhập vào bệnh viện bỏ hoang, Andazai đã tìm được một chứng cứ quan trọng. Cậu nhóc hacker Rokuzo cũng có mặt khiến cho anh Kunikida suýt tin rằng cậu ấy chính là thủ phạm. Đột nhiên, một phát súng bắn đến nhưng mà Rokuzo đã đẩy anh Kunikida ra hứng chọn những viên đạn. Cuối cùng, người đứng sau tất cả vụ này chính là Sasaki Nobuko. Cô ấy từng là người tình của vua Aruze để theo đuổi lý tưởng của ông ấy. Ngay lập tức, khẩu súng kích liễu Nobuko được nhường lại cho Rokuzo để trả thù cho cha mình. Cậu nhóc cũng đã nhắm mắt sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Tập 8. Cô gái mặc kimono đã ra tay bắt Nazai về giam giữ. Cả trụ sở đều nghĩ rằng anh ấy đang mải mê tự tử ở đâu đó nên chẳng ai quan tâm. Tonizaki cũng đã bình phục sau màn trị thương đặc biệt của Yoshiro. Arambo cũng nói với Asushi rằng cậu ấy hãy học cách nhận biết nguy hiểm. Vừa dứt câu thì chị Yuzuno xuất hiện tìm người rủ đi shopping. Mà cái cảm nhận nguy hiểm cha kia nói là bà bác sĩ này hả trời. Trong lúc trên tàu điện ngầm thì Asushi và chị Yuzuno đã gặp phải một tình huống bất khả kháng. Mafia cảng đã đặt bom trên con tàu và uy hiếp Asushi giao nộp mạng cho hắn. Cả hai người thuộc trụ sở bắt đầu chia ra truy tìm quả bom và kẻ đứng sau chuyện này. Chị Yuzuno cũng bị tấn công bằng một quả bom khiến chị ấy bị thương không hề nhẹ. Hắn ta là Kazuhiro Motojiro, một kẻ đánh bom khét tiếng của tổ chức mafia cảng đang bị truy nã. Khả năng của hắn là Lemonade tạo ra những quả bom chanh và hắn không hề bị thương do bom của mình chế tạo ra. Phía khác, Asushi cũng đã chạm mặt với Izumi Kyoka, cô ấy là người thuộc tổ chức mafia cảng dưới trướng của Akutagawa. Với khả năng giả xoa tuyết quỷ Demon Snow, cho phép cô thực hóa một ma nữ cầm thanh kiếm sắc bén tuân theo lệnh từ chiếc điện thoại của cô ấy. Sức mạnh của Kyoka áp đảo hoàn toàn Asushi, một nhát chém cực mạnh khiến cậu gục xuống trong nháy mắt. Chị Yoshino do đã bị thương từ quả bom lúc nãy nên đã rơi vào nguy hiểm khi liên tục bị tên đánh bom tấn công. Do bị thương sau vụ nổ đầu tiên nên chị ấy dễ dàng bị hắn khống chế. Sau khi đặt lại đó một đống bom chanh thì tên Motojiro rời đi. Một vụ nổ kinh hoàng phá hủy gần như là toàn bộ toa tàu. Nhưng khi hắn quay lại thì chị Yoshino bất ngờ đấm một cú trời giáng. Vì khả năng cấm tử của chị ấy có thể đưa con người từ địa ngục trở về khi đã bị vết thương chí mạng, cơ thể chị đã hồi phục hoàn toàn sau khả năng của mình và đã tận cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Asushi lúc này cũng thành công hóa cánh tay hổ khống chế Kyoka lấy lại điều khiển quả bom nhưng mà khi nhấn nút tắt thì quả bom mới thực sự được kích nổ. Đó cũng chính là kế hoạch của Akutagawa nhắm đến. Nhận thấy không kịp thời gian nữa nên là Kyoka đã đẩy Asushi ra và lao khỏi toa tàu. Cô bé trước giờ đã giết 35 người nên không hề muốn giết thêm ai nữa. Asushi nhận thấy Kyoka do bị giọng nói trong điện thoại điều khiển nên đã hóa đôi chân hổ bay đến gỡ quả bom cứu cô ấy thành công thoát khỏi cái chết. Cậu cũng đã gục ngã sau đó vì kiệt sức. Andazai đang bị giam giữ tại hang ổ của Akutagawa khiến tình thế vô cùng nguy hiểm. Tập 9, chị Yoshino đã đưa Kyoka về trụ sở để chữa trị cho cô bé. Akutagawa cho rằng Kyoka đã tiêu diệt cả một tổ chức dễ dàng trong chớp mắt, nhưng Asushi tin rằng có kẻ nào đó phía sau đang lợi dụng khả năng của cô bé. Sau khi Asushi dốc hết tiền túi ra mời cô bé ăn đậu hũ thì Kyoka liền nói ra hết sự thật. Sau khi cha mẹ mất, cô bé đã trở thành trẻ mồ côi và bị mafia cản bắt. Chúng sử dụng khả năng tuyết quỷ của cô bé được giọng nói trong điện thoại ra lệnh. Akutagawa chính là người đứng sau tất cả chuyện này. Anh Kunikida sẽ bàn giao Kyoka cho cảnh sát. Với tội danh đã giết 35 người trong 6 tháng thì có thể cô bé sẽ lãnh án tử hình. Asushi đã đứng ra muốn giúp cho cô bé đáng thương này. Andazai đang bị Akutagawa dùng năng lực tấn công nhưng với khả năng của anh ấy thì tên này không thể làm gì khác ngoài tác động vật lý cơ bản.
Yoshida Okutagawa từng là cấp dưới của Raja nhưng hiện tại hắn đã trở thành một người có vị thế trong mafia cảng. Atsushi dắt Kyoga đi hẹn hò với ổng suốt một ngày, mà bà này ăn cũng dữ quá, may là còn đủ tiền. Hai mảnh đời đều là trẻ mồ côi khiến cho cả hai dễ dàng đồng cảm với nhau. Nhưng ngay sau đó Okutagawa cùng mafia cảng đã lao đến tấn công Atsushi và bắt cậu ấy cùng Kyoga. Chủ sở cũng đã nhận được tin tức, chủ tịch Yukichi đứng ra yêu cầu ngưng tất cả các nhiệm vụ của bộ để chia ra truy tìm Atsushi. Đối với anh ấy thì thành viên trong trụ sở mới là vấn đề quan trọng nhất. Trong lúc Dazai bị giam giữ thì gặp được người đồng đội ngày xưa khi còn ở mafia cảng. Cả hai người họ khi xưa được biết đến với cái tên là Song Hát. Anh ấy là Nakahara Chuja thuộc ban điều hành của tổ chức mafia. Người sở hữu năng lực nỗi buồn ô uế hay còn gọi là nỗi buồn bị vấy bẩn giúp anh ấy điều khiển được trọng lực của bất cứ thứ gì. Chuja đã giải cứu cho Dazai thoát khỏi xiềng xích để có thể cùng anh ấy quyết chiến một trận. Về phía trụ sở thì không thể khám phá manh mối gì thêm của Atsushi vì Akutagawa đã ra tay giết người diệt khẩu nhanh hơn họ một bước. Cuối cùng phải nhờ đến năng lực suy luận của Rambo, mà nghe nói chủ tịch Yukichi sẽ khen ổng nên là mới chịu làm đó chứ chẳng tốt lành gì đâu. Rất nhanh vị trí của Atsushi đã được tìm ra trên một con tàu cách thành phố 20 hải lý. Anh Kunikida đã được chủ tịch giao cho chìa khóa con tàu siêu tốc để giải cứu Atsushi trước khi cô ấy bị đưa sang nước ngoài. Tập 10. Với danh hiệu võ gia mạnh nhất mafia cảng nên là Chuya đã dễ dàng hạ gục Dazai. Dù đã đọc được tất cả các đòn tấn công của đối thủ nhưng mà anh ấy vẫn bị người đồng đội cũ tẩn trong một trận. Trước khi ra tay giết Dazai thì Chuya đã cho anh ấy nói lời cuối cùng. Nhưng tất cả sự việc đang diễn ra đều được Dazai tính toán một cách vô cùng chính xác. Trước đây anh ấy đã gửi một bức thư đến cuộc họp ngũ đại của mafia cảng. Tất cả hội đồng cấp cao của mafia đều không dám giết chết Dazai, vì nếu anh ấy chết thì tất cả những bí mật của mafia cảng sẽ bị phơi bày. Ví dụ gì anh ấy cũng từng là một spot trong ban chấp hành của mafia cảng. Chuya đành nói ra kẻ đứng sau bỏ ra 7 tỷ yên để mua đầu Atsushi và cây cú rời đi. Atsushi đang trên con tàu buôn bán vũ khí và đạn dược của tổ chức buôn lậu, nhưng mà Kyoka đã thay đổi và muốn cứu người đã từng dắt cô bé đi ăn là Atsushi nên đã kích nổ số bom trên con tàu. Atsushi được anh Kunikida tìm ra và đón về trụ sở, nhưng mà cậu đã quay lại để giải cứu Kyoka. Vì những đứa trẻ mồ côi như cậu cũng có quyền để sống, anh Dazai vào trụ sở cũng không hề bỏ rơi cậu. Trong lúc Akutagawa định ra tay giết chết Kyoka thì Atsushi đã cứu cô bé an toàn. Ở trạng thái nửa người nửa hổ cũng là khả năng khiến sức mạnh của Atsushi trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cả hai lao vào nhau tung đòn nhưng mà cậu ấy vẫn yếu thế hơn hắn ta. Vụ nổ đã thành công đưa Atsushi tiến gần hơn để tấn công một đòn cực mạnh. Cú đánh mạnh mẽ của cậu ấy khiến cho Akutagawa nhớ đến lời dạy của đàn anh Dazai khi trước. Hắn bùng nổ tức giận tấn công Atsushi bằng một đòn cực mạnh khiến cơ thể của cậu gục ngã nhưng mà tốc độ hồi phục của Mantager vẫn có thể giúp cậu ấy sống sót sau đòn tấn công chí mạng ấy. Liên tục là các đòn tối thượng nhằm giết chết Atsushi nhưng mà sức mạnh của cậu ấy đã lên một tầm cao mới. Chiếc đuôi của Atsushi đã thành công kéo Akutagawa vào tầm đánh tung một đòn cực mạnh khiến cho khả năng từ quái vật bóng tối Rashomon cũng bị phá hủy. Atsushi cũng được Kyoka cứu đưa ra khỏi con tàu và được anh Kunikida đưa về trụ sở. Dazai cũng đã đột nhập vào văn phòng của Akutagawa theo lời của Chuya và phát hiện ra kẻ đứng sau muốn đầu của Atsushi với giá 7 tỷ yên đó là Francis Fischer, thủ lĩnh của tổ chức The Ghoul, một tổ chức gồm những người có năng lực đặc biệt của Bắc Mỹ. Tập 11. Atsushi vô cùng lo lắng khi không biết Kyoka có được mọi người chấp nhận hay không thì cả đám đang vây lấy cô bé. Cho nội Rambo khó tính nhất giờ cũng là người hăng hái đi mua đồ ăn nhất trong đám. Cuối cùng chủ tịch Yukichi cũng đành chấp nhận cho cô bé dễ thương này chính thức vào trụ sở. Akutagawa cũng được cứu về căn cứ của mafia cảng nhưng mà do vết thương quá nặng nên rất có thể hắn sẽ không thể lấy lại ý thức được. Do con tàu buôn vũ khí đã bị phá hủy hoàn toàn nên là Ichijo đã bị ruồng bỏ khỏi tổ chức. Bên phía tổ chức buôn lậu vũ khí nước ngoài cũng đã ra tay thuê sát thủ đến để bắt giữ Akutagawa. Ichijo nhận được tin liền chuẩn bị vũ khí một mình xông thẳng đến hang ổ của chúng mặc cho chi nhánh Black Freezer ngăn cản. Dù gì đi nữa, Akutagawa cũng là cấp trên của cô ấy nên bằng mọi giá cô sẽ đưa anh ấy trở về dù phải xông vào cho chết. Ichijo tiến thẳng đến hang ổ của bọn sát thủ để phản kích nhưng mà do không có năng lực gì cả và số lượng đông đảo của chúng áp đảo khiến cho cô gục ngã hoàn toàn. Trong lúc đối mặt với cái chết thì chi nhánh Black Freezer đã xuất hiện quét tan bọn sát thủ. Dù gì thì Ichijo cũng từng là cấp trên của Hirotsu nên là ông ấy không thể khoanh tay đứng nhìn được. Akutagawa cũng đã tỉnh lại gặp mặt Ichijo, Higuchi và nói lên lời xin lỗi đến cô ấy. Điều này khiến cô ấy hạnh phúc đến bật khóc. Trong nhiệm vụ tiếp theo, Atsushi được cử theo Kenji Miyazawa để điều tra về nguyên nhân chiếc xe đột nhiên bị thổi bay ngoài phố. Do lần đầu ra làm nhiệm vụ mà tài xế đã không còn nguyên vẹn nên là Atsushi không thể tìm ra được manh mối nào cả. Kenji sau khi nhận được thông tin từ một ông lão về tổ chức Lumen đang thu thập phân bón nitơ về chế tạo thuốc nổ thì ổng liền đi thẳng tới đó hỏi. Mà hỏi dễ gì tụi nó chịu nói đâu mà hỏi, cho nên Atsushi thì ngồi run như mèo con luôn chứ hổ gì tầm này nữa. Đến lần tiếp theo bọn Lumen đã tìm tới tấn công Kenji, gặp phải lúc ổng đang đói bụng nên là cực mạnh, đập công cả cây sắt mà có nhầm nhò gì vào ổng đâu.
Khả năng của ổng là không sợ gió mưa nha. Có kiểu là năng lực này giúp cho Kenji có một sức mạnh phi thường đến kinh ngạc, như là dùng một tay nâng ô tô để đánh lộn nè, bẻ gãy sắt thép bằng tay dễ dàng. Đó, một mình ổng cân mấy chục thằng luôn, ghê chưa. Nhưng mà lúc đói thôi chứ ổng ăn xong là lăn đùng ra ngủ à. Tầng 12, Asushi cũng đã an toàn khi quay về trụ sở cùng Kyoka. Thông qua tư liệu mà Andaze điều tra được thì Rogu là một tổ chức siêu giàu gồm những người quyền lực trong chính trị. Vừa dứt câu thì Francis đã tìm đến, hắn khoe khoang về số lượng tập đoàn và tài sản trước mắt của chủ tịch Yukichi. Mục đích chính của hắn là muốn mua lại giấy phép hoạt động của trụ sở Thám tử vũ trang, do Rogu vẫn chưa được cấp phép từ bộ cho việc hoạt động trong lĩnh vực siêu năng lực. Dù đã đưa ra một số tiền lớn và đồng hồ nạm kim cương, nhưng mà chủ tịch Yukichi vẫn kiên quyết từ chối, vì đối với anh, trụ sở là tinh thần của Natsume Sensei, người đã làm việc không ngừng nghỉ để có được giấy phép hoạt động cho trụ sở. Francis hăm dọa rằng sẽ làm biến mất hết các thành viên trong trụ sở, ép buộc Yukichi đưa trụ sở Thám tử vũ trang vào thế ngưng hoạt động. Kenji trong lúc đưa họ xuống thang máy cũng đã mất tích một cách bí ẩn. Sáng hôm sau, cả một tòa nhà 7 tầng được cho là căn cứ của Mafia cảng cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Andaze nhận thấy thế lực đến từ khu vực Bắc Mỹ sẽ tiếp tục ra tay xóa bỏ những ai chống đối với chúng. Nhưng phía Mafia cảng và trụ sở cũng đang gặp phải sự đối đầu từ Francis. Trong lúc đi ngoài đường thì Naomi đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của Asushi và anh trai mình. Nhưng mà ngay sau đó, hai người còn lại của trụ sở cũng bị đưa đến một không gian do Lucy, thành viên của Rogue, tạo ra. Để cứu được Kenji và Naomi thì Tanizaki và Asushi phải vượt qua thử thách của con búp bê tên là Anne. Những người đồng ý bỏ lại người thân của mình thì sẽ đi vào cửa thoát hiểm, nhưng họ sẽ quên hết tất cả những gì xảy ra ở căn phòng. Chỉ còn có 3 người ở lại là Asushi, Tanizaki và một người bác sĩ tên là Rintaro. Ngay khi bắt đầu, Tanizaki đã sử dụng khả năng tuyết tế gây ảo giác. Asushi do có được tốc độ vượt trội từ khả năng quái vật dưới chăn hóa hổ một phần cơ thể. Người bác sĩ trung niên cũng đã đưa ra một kế hoạch tối ưu cho Asushi để đánh lừa Lucy thành công thắng cuộc trong chính trò chơi của cô ấy tạo ra. Để thoát khỏi cánh cổng có thể giam giữ tất cả mọi thứ mãi mãi thì chính chủ nhân của thế giới này bắt buộc phải giải thoát cho tất cả mọi người. Sau khi an toàn, người đàn ông trung niên Rintaro đã chia tay Asushi. Kyoka có mặt tại đó liền gục ngã trong hoảng sợ, vì thân phận thật sự của ông ta chính là thủ lĩnh của Mafia cảng. Tên ông ấy là Ogai Mori, người có khả năng Vista Sexualist. Năng lực này là gì thì tôi cũng chưa biết nữa. Cả hai thế lực mạnh mẽ của thành phố Yokohama là Mafia cảng và trụ sở Thám tử vũ trang đang nằm trong tầm ngắm của Rogu khu vực Bắc Mỹ. Không biết cả ba thế lực hùng mạnh này sẽ làm cách nào để triệt tiêu đối thủ của họ. Tập 1. Mở đầu cho Season 2 là thời điểm 4 năm về trước. Khi đó, Dazai vẫn còn đang hoạt động trong tổ chức ngầm. Tuy có khác nhau về mặt thời gian, nhưng mà tiếng tăm và độ máu lửa mà Mafia cảng gây ra vẫn là cái gì đó rất khủng khiếp. Dazai khi đó nắm giữ chức vị cũng khá cao trong tổ chức. Một hôm, anh chàng chán đời hẹn gặp hai người bạn của mình trong quán rượu quen thuộc. Bọn họ đều là thành viên của Mafia cảng. Cả hai người bạn kia khá là lương thiện và ngay thẳng nên là họ không được tổ chức ngầm trọng dụng cho lắm. Điều quan trọng là người tên là Ango nắm giữ vai trò thông tin liên lạc, nên là anh ta biết rất nhiều bí mật trong tổ chức ngầm. Hôm đó, ba người họ chỉ đơn giản là nhậu nhẹt và tán gẫu như mọi khi. Lúc ra về, Dazai đã yêu cầu mọi người chụp chung tấm ảnh làm kỷ niệm. Người ta thường nói chụp chung thì đừng có nên chụp ba, đúng không nào? Sau khi tấm ảnh đó xuất hiện thì một trong ba người này đã phải bỏ mạng trong tương lai. Còn đó là ai thì đố mọi người biết đấy. Hôm sau, Oda đã được Boss triệu tập khẩn cấp. Nhiệm vụ giao cho anh chàng này là phải tìm cho ra thành viên đang mất tích tên là Ango. Chum cuối cũng biết rằng hôm qua bọn họ đã ở cùng nhau, nhưng mà sau đó Ango đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Anh ta lại mang trong mình quá nhiều bí mật của tổ chức, nên là bằng mọi giá Mafia cảng phải mang Ango về bất kể là sống hay chết. Địa bàn của Raja quản lý cũng đồng thời bị tấn công trong thời gian đó. Lạ là kẻ địch nhắm vào một trong các kho lưu trữ lớn nhất của Mafia cảng. Đáng lẽ phải cần có mật khẩu cấp cao thì mới có thể xâm nhập vào trong được. Không biết kẻ nào đã làm lộ mật khẩu ra ngoài để cho kẻ địch có cơ hội tấn công như thế. Oda đã tới nhà riêng của Ango để kiểm tra và phát hiện ra một chiếc hộp cũ kỹ. Không rõ bên trong chứa đựng thứ gì cả, mà đám người chưa rõ lai lịch đã xuất hiện ngay sau đó tấn công Oda. Hình như chúng cũng muốn đoạt lại chiếc hộp cũ mà Oda đang giữ. Rượt đuổi được một hồi thì Dazai đã đến giải nguy cho người bạn của mình. Anh ấy cũng nhận ra rằng đặc điểm chung của đám người lạ mặt mới xuất hiện gần đây chính là khẩu súng cũ mà chúng mang theo. Ngạc nhiên hơn là chiếc hộp Ora đang giữ cũng chứa một khẩu súng giống y chang vậy. Dựa vào những chuyện kỳ lạ xảy ra suốt thời gian qua, cộng thêm việc khẩu súng này xuất hiện trong nhà Ango đã làm cho Dazai nghi ngờ rằng Ango chính là gián điệp của phe địch cài vào theo dõi Mafia cảng. Cũng có thể là Ango chung mọi với đám người vừa xuất hiện gây rối trong thành phố. Tập 2. Những kẻ lạ mặt vừa gây hấn với Mafia cảng đều là những kẻ ngoại quốc. Cái tên người ta thường gọi chúng ở châu Âu là hội tháp đồng hồ. Có lời đồn rằng chúng bị truy xét ở nước ngoài, nên là hội tháp đồng hồ đã tìm cách chạy trốn đến Nhật Bản.
Nhưng nếu chỉ cần trốn thôi thì đâu cần phải gây hấn với mafia cảng để làm gì. Không thể tránh khỏi trường hợp chúng còn đang muốn tìm điều gì đó ở nơi đây. Và còn một thông tin nữa là tổ chức đã xác nhận Ango là người làm rò rỉ mật khẩu cấp cao cho hội đồng hồ. Tổ chức ngầm quyết định đổi kế hoạch giải cứu Ango thành nhiệm vụ ám sát anh ta. Người lo vụ này vẫn sẽ là Oda. Sau đó, Dazai đã dàn dựng cạm bẫy để bắt một vài tên trong hội tháp đồng hồ. Người thì đã bắt được về rồi nhưng mà không may chúng lại có ý định phản kháng nên là Akutagawa làm phát xiên luôn cả đám. Hắn ta còn tưởng rằng làm vậy là ngầu lắm cho đến khi Dazai vỗ bộp tai cho mấy phát. Khó lắm mới dụ cái địch xuất hiện được, vậy mà thằng báo đời này giết hết trơn rồi thì tìm manh mối kiểu gì đấy. Hồi đó, Akutagawa chỉ là cấp dưới của anh chán đời nên là yếu thế dữ lắm. Mỗi lần Dazai chửi là thằng này chỉ biết miệng dạ mồm vâng cho qua chuyện thôi chứ không có dám cãi lại. Ura sau nhiều ngày lần mò đã tìm đến được vị trí đang giam giữ Ango. Bất chấp lệnh cấp trên là ám sát hay là gì thì anh chàng này vẫn quyết cứu người bạn kia ra trước rồi tính tiếp. Sức mạnh của Ura là nhìn trước tương lai vài giây nên là mấy cạm bẫy của kẻ địch đều bị anh ta nhìn thấu hết. Ango nói rằng anh ta chỉ giả vờ nằm vùng rồi gửi tin mật về lại cho mafia cảng. Tất cả vở kịch đó đều được Boss vẽ lên. Kể cả việc ông ấy phái Ura đi tìm Ango cũng vậy. Boss biết rằng Ura sẽ không xuống tay với bạn mình nên là ông ta mới phái Ura đi làm nhiệm vụ này. Sau đó, cơ thể của phù thủy thời gian trở nên loạn choạng vì chất độc. Khả năng của Oda là nhìn trước thời gian nhưng cũng chỉ giới hạn trong vài giây. Còn chất độc thì đã thấm vào người anh chàng này từ lâu rồi. Kẻ đầu độc chắc chắn phải biết rõ điểm yếu của Oda là mới có thể ra tay hại anh ta được. Mà thôi, nhìn cảnh tượng lúc này chắc chúng ta cũng có thể đoán được người đầu độc là ai. Ango để lại lời cảm ơn vì đã cứu mạng rồi sau đó bỏ mặc bạn mình để tẩu thoát. Tập 3. Khi phù thủy thời gian tỉnh lại thì anh ta đang ở cùng với Dazai. Nhớ về chuyện đã xảy ra hồi tối hôm qua, Ango tẩu thoát cùng với một đám người mặc quần áo đặc nhiệm, hình như chúng là người của chính phủ. Vậy là hiện giờ có hai tổ chức đang đối đầu với mafia cảng. Một là hội tháp đồng hồ gọi tắt là Mimic, hai là quân đội chính phủ. Akutagawa đã tiên phong tấn công thẳng vào trụ sở Mimic. Ở phần 1, các bạn cũng đã thấy thanh niên này mạnh cỡ nào khi mà sử dụng sóng xung kích màu đen rồi chứ gì. Nhưng đây là thời điểm 4 năm trước nên là trình độ hiện giờ của Akutagawa còn non nớt lắm. Riêng tôi thấy mặt ảnh giống chuột á mọi người, nên là giờ tôi gọi chuột đen luôn nghe. Vài tên tôm tép đã được Akutagawa giải quyết gọn lẹ nhưng mà đến khi chùm cuối phe địch xuất hiện thì mọi chuyện lại khác. Không biết hắn đã dùng năng lực gì mà lại có thể dễ dàng áp đảo sóng xung kích đen chỉ sau vài đường lả lướt. Trước khi hắn ta ra tay giết anh chuột đen thì Oda đã xuất hiện ngăn cản lại. Chùm cuối họ Mimic vừa trông thấy phù thủy thời gian là hắn liền mỉm cười và nói rằng cuối cùng thì thứ mình tìm cũng đã xuất hiện. Cả hai tay súng đều đã sẵn sàng bóp cò nhưng mà không có phát đạn nào được bắn ra. Năng lực của Kira là nhìn trước tương lai. Hắn đã rất bất ngờ khi mà biết Oda cũng có sức mạnh tương tự như mình. Kira là một sĩ quan và hắn đã giết rất nhiều người trong thời chiến tranh loạn lạc. Bây giờ hắn lập ra hội Mimic là để tìm đến cái chết. Tiếc là không ai đủ mạnh để giết được Kira cho đến khi hắn cùng đàn em đã phải lang thang khắp nơi chờ cuộc đời kết thúc. Oda chính là thứ mà hội Mimic tìm kiếm. Năng lực nhìn trước thời gian của anh chàng này nếu biết sử dụng sẽ mang đến tiềm năng vô hạn. Ước nguyện của hội Mimic sẽ thành hiện thực nếu gặp phải Oda. Vì lý do đó nên là buổi chạm trán hôm nay chỉ dừng lại ở việc khởi động giao lưu chơi chơi. Kira để lại lời nhắn rằng lần sau một cuộc chiến thật sự sẽ nổ ra và nếu Oda còn muốn sống thì hãy ráng mà đánh đấm cho nhiệt tình vào. Tối hôm đó, Daza cùng phù thủy thời gian đã hẹn Angora để hỏi rõ ràng mọi việc. Hóa ra thân phận của anh chàng đeo kính là người của chính phủ. Lúc đầu, nhiệm vụ của Ango là trà trộn vào mafia cảng để lấy thông tin. Nhưng sau khi hội tháp đồng hồ xuất hiện thì anh ấy lại phải tiếp tục nằm vùng trong tổ chức đó. Khi thân phận đã bị bại lộ thì Ango không thể quay lại làm bạn của hai người kia nữa. Buổi nói chuyện hôm nay chỉ là để cảnh báo cho mafia cảng biết rằng họ đang phải đối mặt với thế lực Mimic cực kỳ ghê gớm. Ango khuyên hai người bạn của mình là nên cẩn thận vì thời gian tới anh ấy sẽ không thể giúp đỡ họ giống như trước kia nữa. Không ngờ thảm họa đã xảy ra vào ngay hôm sau. Oda trở về nhà và trông thấy toàn bộ những đứa trẻ mình nhận nuôi đều đã bị giết hại. Tập 4. Đại diện từ chính phủ đã có cuộc gặp bí mật với boss của mafia cảng. Vấn đề chính trong cuộc đàm phán này là thế giới ngầm sẽ phải lo liệu giải quyết hội Mimic. Đổi lại thì chính phủ sẽ cấp đặc quyền cho mafia cảng hoạt động trong thành phố. Có thể hiểu ngắn gọn là chính phủ sẽ không đụng tới thế giới ngầm nếu họ tiêu diệt được Mimic. Việc những đứa trẻ vô tội bị giết hại đã khiến cho cơn thịnh nộ của Oda trỗi dậy. Mình từng nói lúc đầu phim là anh chàng này không quan tâm đến đánh đấm mặc dù sở hữu năng lực cực kỳ bá đạo. Vậy nên, tụi tháp đồng hồ mới phải kích động anh ta sôi máu lên thì Oda mới chịu giết người. Giờ thì ý nguyện của chúng đã thành hiện thực. Phù thủy thời gian mang theo cơn khát máu đến tìm lũ Mimic trả thù không thương tiếc.
Với khả năng nhìn thấu tương lai thì dăm ba cái đám lính cỏ này chỉ là cỏ rác dưới họng súng của anh ta. Lần lượt, từng tên nằm xuống cho đến khi người cuối cùng đối diện với Oda là Kira. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản trước đây, mở màn mà chẳng hề có tiếng súng nào vang lên, vậy mà hai bên đã toát hết mồ hôi hột. Cả hai đều đang tập trung để nhìn hết các tương lai có thể xảy ra, chỉ cần một giây mới tập trung là họ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Còn Daza thì đến gặp trực tiếp Boss để vạch trần bộ mặt thật của ông ấy. Không phải tự nhiên mà họ mới biết tìm đến Nhật Bản, cũng chẳng có cách nào khiến cho chính phủ để yên cho mafia cản lộng hành được. Thủ lĩnh Mori đã dàn dựng lên một vở kịch để biến những điều không thể đó thành hiện thực. Ông ta đã cố tình dụ hội tháp đồng hồ đến đây gây rối và làm cho chính phủ lo sợ. Sau đó chính vì lo sợ nên là chính phủ mới nhờ mafia cản tiêu diệt hết thế lực này với cái giá là để cho thế giới ngầm tự do hoạt động trong thời gian tới. Người bị đem ra làm vật hy sinh chính là Oda. Thủ lĩnh Mori cũng đoán trước được điều này nhưng mà ông ta vẫn chấp nhận. Cả Oda và Kira đều chiến đấu cho lý lẽ sống của riêng mình. Một người bị quốc gia ruồng bỏ, còn người kia thì bị thủ lĩnh phản bội. Họ không có lỗi gì để phải bỏ mạng trong cuộc chiến vô nghĩa này, nhưng số phận vẫn là số phận. Vì Oda và Kira đều ngang tài ngang sức nên là cuộc chiến chỉ có thể kết thúc, cả hai đều nằm xuống. Phù thủy thời gian trước khi chết đã may mắn gặp lại người bạn của mình. Oda dặn Dazai rằng thế giới ngầm không thể nào giúp anh ấy tìm được ý nghĩa cuộc sống. Anh chán đời nên rời khỏi mafia cảng để không lỡ bước vào vết xe đổ giống như Oda. Rồi sau đó, Daza rời mafia cảng và gia nhập tổ chức vũ trang. Câu chuyện lại trở về 4 năm sau. Tập 5. Kyoka hôm nay nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng là đưa phong bì gì đó cho ngài thẩm phán. Nhớ là đã dặn nhỏ đó là kỹ càng không được làm gì quá ló rồi, mà lúc sát thủ thỏ đến nơi, nó tính lấy hàng ra dứt luôn mấy chú bảo vệ. Rồi còn bắn súng điện cho ngài thẩm phán muốn sang chấn tâm lý. Làm nhiệm vụ mà cứ thế này thì trước sau gì tụi mày cũng bị đem ra trường bắn đó nha. Nói đi cũng phải nói lại, cô bé này đã bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều khi còn hoạt động trong mafia cảng nên là giờ mới dẫn đến hậu quả như vậy. Một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện khiến cho Kyoka trở nên mất kiểm soát và tấn công tiểu bạch hổ. Asushi đã làm mọi cách ngầm ngăn chặn người phụ nữ bí ẩn mang Kyoka đi, nhưng mà bà này ăn cái giống gì mạnh dữ thế không biết. Cộng thêm quỷ già xoa giúp sức nữa nên là tiểu bạch hổ chẳng thể làm gì hơn. Kyoka phải giả vờ chịu quy hàng rồi sau đó đoạt lại chiếc điện thoại trong tay của Ozaki. Lúc này cô bé sát thủ nhí đã có thể điều khiển quỷ già xoa để tấn công, vậy mà cũng chỉ là những nỗ lực vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ozaki liên tục tiêm nhiễm vào đầu cô bé những suy nghĩ tiêu cực và chết chóc. Dù sát thủ nhí có cố trốn thoát khỏi quá khứ như thế nào thì sự thật là Kyoka đã từng giết vô số sinh mạng. Ozaki hỏi một câu đơn giản rằng nếu giả sử Kyoka muốn quay đầu làm người tốt thì ai sẽ đền tội cho những người đã bị cô bé giết? Ai cho cô lương thiện? Cuộc trò chuyện giữa mấy cô trò đã bị cắt ngang khi mà cả tổ chức vũ trang và họ Gua đồng thời xuất hiện. Xem đến đây mấy bạn đừng có trông đợi vào trận chiến mãn nhãn nha, bởi vì quay qua quay lại là thấy tổ chức vũ trang nằm một đống hết trơn rồi. Bỏ qua vấn đề họ Gua xuất hiện, vì vừa rồi bọn chúng chỉ định gửi lời chào đến mọi người thôi chứ chúng chưa có giết ai cả. Tạm thời tình hình là Kyoka đã mất tích, còn mụ bà Ozaki thì rơi vào tay của tổ chức thám tử vũ trang. Chủ tịch Zukiji đưa xuống lệnh cho các thành viên thám tử bỏ căn cứ cũ để chuyển sang căn cứ mới hết. Cách làm này có thể sẽ khiến cho họ Ru và mafia cảng không thể nào tìm ra họ trong thời gian ngắn. Tổ chức thám tử vũ trang sẽ có cơ hội để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tập 6. Mục tiêu đầu tiên mà Mori nhắm đến là chiếc tàu lưu trữ của họ Ru. Người được phái đi làm nhiệm vụ này là Kaji. Ai cũng biết là hắn có khả năng sử dụng những quả bom chanh nhưng lại rất ít người biết được bí mật của Kaji là không bị ảnh hưởng bởi những quả bom hắn tạo ra. Yếu tố này đã làm cho các thành viên hội Gru vô cùng bất ngờ và hậu quả là con chiến thuyền đã bị bom chanh phá hủy trong chớp mắt. Câu chuyện kinh dị vẫn chưa kết thúc, nỗi ám ảnh phía dưới đang chờ hội Gru là chuột đen. Các chỉ huy đã ra sức chống trả gã điên này nhưng mà khả năng công phá từ các đợt sóng xung kích bóng tối quá mạnh đã làm cho phe Gru chịu tổn thất nghiêm trọng. Margaret đã trúng đòn và không thể đánh tiếp được nữa. Trên mặt trận chỉ còn cha xứ Nathaniel một mình solo với con quái vật Akutagawa. Cũng may là khả năng của anh chàng này khá mạnh nên là mafia cảng mới không thể giết sạch các nạn nhân còn lại ở đó. Sức mạnh từ cha xứ này cho phép sử dụng máu để tấn công. Điểm đáng chú ý là nó còn có thể điều khiển cả máu của địch. Chỉ cần một vết xay xát nhẹ của Akutagawa thôi cũng đủ làm sức mạnh của Nathaniel tăng lên nhanh chóng. Nếu trận chiến cứ càng kéo dài thì cha xứ sẽ mạnh dần theo thời gian. Cơ thể Akutagawa đã bắt đầu trở nên bất ổn dù trận chiến chỉ vừa bắt đầu. Vậy mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu rút lui. Ý tưởng sống mà chuột đen đang theo đuổi rất là đơn giản, đó là được Zaza công nhận. Bởi vậy nên là Akutagawa luôn chiến đấu một cách bất cần đời. Một là đối thủ ngã xuống, còn hai là anh ta ngã xuống. Chứ chuột đen không bao giờ tính đến việc bỏ chạy.
Suy nghĩ cực đoan đó đã góp phần tạo thành cỗ máy chiến đấu bất diệt. Mới nãy thấy nó trong cảnh thập tử nhất sinh mà giờ sức mạnh đen tối từ đâu lại bộc phát khắp cơ thể của Akutagawa. Margaret đã dùng chút sức lực cuối cùng để đỡ đòn chí tử cho Nathaniel, con chuột đen cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Trong khi đó, Mori tiếp tục kế hoạch ngư ông đắc lợi. Một mặt hắn báo vị trí hội thám tử cho Gu biết, đồng thời cũng báo vị trí Gu cho hội thám tử biết. Khi hai thế lực này săn lùng nhau thì Mafia cảng sẽ là bên có lợi nhất. Mori chỉ cần đợi cho hai bên đánh nhau sức đầu mẻ trán rồi hắn xuất hiện là xong. Tập 7. Naomi và Kiroko là hai thành viên của tổ chức thám tử không may bị kẻ địch nhắm đến. Dù họ đã bỏ trốn rất lâu trước khi bị kịch ập tới nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Zorro. Gã này có khả năng điều khiển và chia sẻ giác quan với cây cối nên là việc truy tìm con mồi trong cánh rừng bạc ngàn là vô cùng dễ đối với hắn. Tanizaki đã dùng ảo ảnh để hỗ trợ cho Kunikira giải thoát hai cô gái đang bị khống chế. Dù đã có viện binh đến ứng cứu nhưng mà có lẽ hai người là không đủ để đánh bại được các thành viên đến từ họ Gu. Naomi cũng đã chạy được khá xa và cuối cùng vẫn bị John bắt lại dễ dàng. Điều quan trọng ở đây là cứ chỗ nào có cây cối thì chỗ đó là địa bàn của hắn. Dù có chạy bao xa đi nữa mà một khi còn trong khu rừng rậm này thì vẫn bị John tóm lại như thường mà thôi. Cứ mỗi lần Naomi cận kề cái chết là Tanizaki lại trở nên mất kiểm soát. Anh ấy đã dùng khả năng tạo ảo giác để thao túng một không gian cực kỳ rộng lớn. Một người lái xe tải vô tình đi ngang qua đó không biết phía trước là chỗ đám người họ Gu đang đứng và tông thẳng vào. Nhờ có khoảnh khắc đó mà các thành viên tổ chức thám tử đã có cơ hội trốn thoát. Còn hai tên họ Gu thì bị cảnh sát giữ lại ngay sau đó nên là chúng không thể tiếp tục truy đuổi con mồi được nữa. Azuchi đã đến ga tàu để đón hai cô gái theo đúng kế hoạch nhưng điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Một cô bé tên là Kyo đang quấy nhiễu và tạo ảo giác khống chế họ lại. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một cô bé bình thường nhưng thật sự là Kyo đáng sợ đến mức khiến cho Mafia cảng phải giam giữ cô bé lại. Giải thích tí về sức mạnh nguyền rủa của Kyo. Bất kỳ ai làm cô bé đó tổn thương sẽ bị dính lời nguyền. Lúc đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi Kyo sẽ con búp bê của cô bé, thì nạn nhân mới bắt đầu mất kiểm soát và tấn công bất cứ thứ gì xung quanh. Lưu ý là chỉ những ai làm cho Kyo tổn thương thì lời nguyền mới có tác dụng. Bạch Hổ chính là ví dụ điển hình cho chúng ta thấy sự đáng sợ của lời nguyền này. Azuchi không thể phân biệt được đâu là phe mình và đang tấn công như muốn giết chết Naomi cùng Kiroko. Daza đã xuất hiện kịp thời để phá giải lời nguyền đang khống chế họ. Sức mạnh của thanh niên chán đời này là vô hiệu hóa sức mạnh của người khác. Chắc cái này ai xem phần 1 cũng biết rồi ha. Chỉ cần Daza chạm vào con búp bê là lời nguyền sẽ được hóa giải. Thầy Azuchi phải nói là cái nam châm thu hút rắc rối hay gì á. Mới hôm trước bị khiêu thịt xong mà đến hôm nay lại bị chung cuối hội Gu tìm đến kiếm chuyện. Chưa rõ sức mạnh của tên kia là gì mà thấy nó đấm phát nào là chất lượng phát đó à nha. Mới làm mấy cú đấm nhẹ nhàng là Bạch Hổ muốn thở oxy gấp luôn rồi. Tập 8. Không biết có phải tình cờ hay không mà đúng lúc này Koga mới chịu lộ mặt sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Cả hai cùng dìu dắt nhau tìm cách trốn chạy khỏi sự truy đuổi của hội Gu nhưng tiếc là tất cả những hành động của họ đều đã bị đối phương biết hết. Kyoka đành bất lực đứng nhìn Bạch Hổ bị kẻ địch bắt lên trên tàu bay. Tới khúc này mới thật sự là hoảng nè. Tập trước tôi còn thấy bé Kyo mạnh lắm mà sao đến tập này bé nó đã bị Club Rap luộc cái một luôn kìa tơi. Lúc đầu Kyo tính gã bật co với một trong các thành viên hội Gu mà ai dè đâu tên này mạnh quá nên là con bé ngáo ngơ bị bắt ngược lại luôn. Nathaniel và Margaret đã được đưa về căn cứ sau lần chạm trán với chuột đen. Cha xứ tuy bị thương nhưng mà không quá nghiêm trọng, còn riêng về phần Margaret thì thảm hết chỗ nói. Vì cô ấy đỡ đòn chí tử cuối cùng cho Nathaniel nên là giờ tình trạng nguy kịch dữ lắm. Cha xứ đã quyết định không đi theo sự dẫn dắt của chùm cuối hội Gu nữa. Việc mà anh ấy muốn làm lúc này là báo đáp ân tình cho cô nàng đang cận kề cái chết kia. Sự ra đi của hai thành viên trụ cột đã làm cho Francis vô cùng nóng giận. Hắn không thể ngồi im chờ đợi thêm được nữa. Lý do họ đến Yokohama là vì có lời đồn rằng nơi này đang chứa một cuốn sách độc nhất vô nhị trên thế giới. Sức mạnh của cuốn sách vẫn chưa được tiết lộ. Francis tin rằng Bạch Hổ có thể dẫn đường đến vị trí của cuốn sách nên là hắn mới dùng mọi cách để bắt Azuchi lại. Sắp tới họ Gu tính nhuộm máu toàn thành phố Yokohama luôn để đi tìm cuốn sách cho nó lẹ. Công cụ để thực hiện kế hoạch này là Kyo mới vừa bị bắt vài hôm trước. John sẽ dùng cây cối bao phủ Kyo rồi chia sẻ giác quan đến mấy cái cây trong thành phố. Bất kỳ ai đạp hay bẻ cây đều sẽ trúng lời nguyền. Francis chỉ cần ngồi im rồi xé con búp bê là Yokohama sẽ trở nên hỗn loạn. Trong cái rủi vẫn có cái may, lúc Bạch Hổ đang bị giam giữ đã vô tình bắt gặp Lucy. Cô nàng này cũng đã từng xuất hiện ở phần 1. Bởi vì hận con người nên là cô ấy mới quyết định tham gia vào tổ chức Gu để trả thù đời. Nhưng mà sau khi được Azuchi thông não thì mọi chuyện đã thay đổi.
Ai muốn nghe phần thông não thì có thể xem phim tìm hiểu kỹ hơn nhé. Tóm lại là giờ Lucy quyết định giúp Bạch Hổ thoát khỏi tàu bay để đạp tan âm mưu của Francis. Hậu quả cho việc phản bội Gu là điều vô cùng đáng sợ, nhưng mà Lucy vẫn tin tưởng vào những việc mình đã làm. Cô ấy còn dặn Azushi rằng một ngày nào đó hãy quay trở lại cứu mình. Thời điểm này thành phố đã bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Azushi trong lúc đi tìm Dazai thì đã bị Mark nã đạn từ trên cao xuống. Từ đầu, thám tử chán đời đã biết chắc rằng Bạch Hổ sẽ tìm mọi cách để chạy trốn xuống đây, nên là anh ta đã sắp đặt rất nhiều bom khói sẵn trong thành phố. Chỉ cần kích hoạt mấy cái này là Mark sẽ không thấy đường bắn nữa. Còn Dazai, chỉ việc chạm vào con búp bê trong tay Bạch Hổ nữa là lời nguyền của Q sẽ được hóa giải. Cả thành phố cũng nhờ thế mà được giải cứu. Tập 9. 8 năm trước, khi đó Mori chưa lên trước chùm cuối mafia cảng, hắn đã giết boss đương nhiệm rồi mới chính thức trở thành thủ lĩnh. Người chứng kiến vụ việc đó chỉ có Raja. Ngoài ra thì không ai trong tổ chức biết gì hết về việc này. Lần tấn công của Gu đã làm cho mafia cảng và tổ chức thám tử thiệt hại rất nặng nề, nên là hai thế lực này đang tính đến đường thiết lập liên minh tạm thời. Một cuộc gặp giữa Mori và ngài chủ tịch đã được sắp xếp ngay sau đó. Tuy nói rằng hợp tác nhưng mà thực chất chẳng có ràng buộc nào giữa hai thế lực này. Hai ông trùm phải ra tay múa vài đường để dằn mặt đối phương. Ý nghĩa của hành động răn đe đó như một lời cảnh cáo. Chỉ cần một trong hai dám lật lọng khi giao kèo đình chiến còn hiệu lực thì sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Kể từ giây phút đó, mafia cảng và tổ chức thám tử đã có thể cùng nhau chiến đấu. Daza một lần nữa có cơ hội sát cánh cùng cặp bài trùng của mình. Lúc thám tử chán đời còn hoạt động trong thế giới ngầm, có lời đồn rằng Dazai và Choja đã hủy diệt cả một băng đảng khét tiếng chỉ trong một đêm. Trận chiến ở thời điểm hiện tại đã thể hiện rõ sức mạnh trong lời đồn đó hoàn toàn không phải là hư cấu. Hai chỉ huy họ Gu chỉ biết ngậm ngùi ăn hành trước sự bá đạo của cặp đôi song sát. John thì bị Dazai vô hiệu hóa năng lực cây cối, còn đám lính xung quanh thì nằm ngổm ngang khắp nơi sau khi giao chiến với Choja. Mục đích cặp song sát đến đây là bởi vì họ muốn giải cứu Q. Nếu cứ để cho cô bé này trong tay tụi ác ôn kia thì trước sau gì tấm kịch Yokohama sẽ lại tái diễn. Thử thách tiếp theo mà nhóm giải cứu phải đối mặt là con quái vật Clover. Cơ thể tên này nhìn chẳng giống người. Dazai cũng đã thử dùng sức mạnh vô hiệu hóa năng lực nhưng mà không có tác dụng với Clover. Lúc Choja dùng trọng lực để khống chế con quái vật thì nó lại lột xác và biến thành hình dạng nguyên thủy. Trong tình huống cấp bách đó, cặp đôi song sát chỉ cần liếc mắt với nhau một cái thôi là đủ để họ hiểu cần phải làm cái gì. Từ đầu, Choja đã không tính sử dụng đến biện pháp cuối cùng, nhưng mà ai mà ngờ được Clover có thể bá đạo như vậy, nên là chuyện gì đến cũng phải đến. Anh ấy đã phá bỏ giới hạn bản thân để giải phóng nguồn sức mạnh vô cùng tà ác. Điểm yếu duy nhất trong hình dạng chiến đấu này là Choja sẽ mất kiểm soát và sẽ tấn công cả cái địch lẫn đồng minh. Trận chiến lúc này mới trở nên cực kỳ là gay cấn. Choja được bao bọc bởi lớp trọng lực khiến bất kể đoàn tấn công nào khi áp sát vào đều sẽ tan biến. Còn con quái vật cũng lợi hại không kém. Tôi vẫn chưa biết Clover có sức mạnh gì mà nó hồi phục nhanh khủng khiếp. Nếu cả hai cứ đấm tay đôi như thế thì chắc đến tận sáng, tận trưa hay là tận chiều vẫn chưa có kết quả. Dazai đã thử dùng một quả bom để tấn công con quái vật từ bên trong, đồng thời cùng hưởng cùng quả cầu trọng lực của Choja giáng xuống, thì khi đó hồi kết mới xuất hiện. Tại sao nói Dazai và Choja là cặp đôi song sát? Bởi vì khi Choja biến thành trạng thái chiến đấu điên cuồng thì chỉ cần có thám tử chán đời vô hiệu hóa sức mạnh thì Choja mới trở lại bình thường. Hai thanh niên này tuy ghét nhau nhưng phải công nhận là họ chỉ mạnh nhất khi chiến đấu cùng nhau. Tập 10. Rambo đã đến gặp riêng một thành viên của họ Gu. Pearl nói rằng hắn đã chán tổ chức do Francis lãnh đạo và muốn rời đi. Nếu như Rambo có thể vượt qua thử thách của tên này đề ra thì hắn sẽ cung cấp tài liệu bản vẽ và vị trí tàu bay của họ Gu cho tổ chức thám tử biết. Một lời đề nghị quá hời như vậy thì thử hỏi làm sao anh thám tử có thể từ chối cho được. Thử thách sẽ là một trò chơi giải mã vụ án. Rambo và Akiko đã bị kéo vào trong một cuốn truyện mà Pearl viết ra. Nơi họ xuất hiện là hiện trường của một vụ án giết người. Cửa sổ không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Còn hai cửa chính đã bị khóa và chỉ có một chìa khóa hiện giờ đang nằm trong tay của Rambo. Vậy thủ phạm là ai và hắn đã làm cách nào để trốn thoát sau khi gây án? Akiko là người có năng lực cấm tử. Nghĩa là khi nào nó gần chết thì cơ thể sẽ bình phục trở lại. Lưu ý là chiêu này chỉ sử dụng được khi nào Akiko gần chết thôi nhé. Còn nếu bị đứt tay hay là bong gân thì ra bệnh viện khám như thường. Cô ấy tính lấy bản thân làm mồi như tên sát thủ lộ diện, nhưng mà kịch bản diễn ra có vẻ không khả quan cho lắm. Ở thế giới chuyện này thì sức mạnh cấm tử không hề có hiệu lực và Akiko đã bị tấn công nhưng mà không kịp nhìn rõ mặt người đã gây án là ai. Thấy người bạn mình sắp chết nên là Rambo không đùa giỡn nữa. Trong lúc Paul đang cười hả hê thì anh thám tử và Akiko đã quay trở về thế giới thực. Lời giải cho vụ án đó thật ra cũng dễ lắm.
tên sát thủ chính là Rambo thôi mà. Nhớ lại lúc thám tử xuất hiện trong cuốn truyện cũng là lúc hung thủ biến mất. Paul cố tình dàn dựng như thế để không ai đoán ra được cách hung thủ trốn ra khỏi phòng là gì. Còn vụ Akiko bị tấn công là do Paul chuẩn bị một cái máy để ném hung khí là xong. Do tốc độ bay của hung khí quá nhanh đã làm cho Akiko bất ngờ không kịp quan sát mặt mũi của tên hung thủ, mà lúc đó cũng chả có hung thủ để cho cô này nhìn thấy. Dazer đã đến gặp Ango để nhờ anh ấy giúp đỡ. Do Ango có chỗ đứng nhất định trong chính phủ nên là anh ta sẽ có cách giúp cho Kyoka được thả ra. Hiện giờ bé thỏ đang bị giam giữ trên một chiếc máy bay không người lái và chỉ khi có lệnh từ chính phủ thì Kyoka mới được phóng thích. Nhưng mà Ango chỉ có thể giúp nếu bé thỏ là người trong tổ chức thám tử vũ trang. Tiếc là Kyoka vẫn chưa hoàn thành thử thách để gia nhập nên là hiện giờ cô ấy không thuộc biên chế của tổ chức thám tử. Lúc đầu Azuri muốn gia nhập cũng phải vượt qua thử thách rồi mới được chủ tịch chấp nhận. Bé thỏ khác với bạch hổ ở chỗ là bản năng sống của cô bé là giết người và ám sát. Liệu Kyoka có chấp nhận hy sinh bản thân để cứu một ai khác hay không? Hội thám tử vũ trang cần phải trả lời được câu hỏi này trước khi Ango thả cô bé ra. Azuri đã một mình đột nhập vào tàu bay của hội Go nhưng lại chỉ thấy mỗi mình ông Herman ở đó. Chưa đầy một giờ nữa là tàu bay sẽ đâm thẳng xuống Yokohama. Tuy sức mạnh của Herman là điều khiển con cá voi khổng lồ này nhưng mà hiện giờ con cá voi đã bị thay đổi kết cấu quá nhiều nên là ông ta không thể làm được điều đó nữa. Chỉ còn một cách để ngăn con tàu bay lại là phải lấy cho bằng được bảng điều khiển đang nằm trong tay của Francis. Tập 11. Giữa đường Bạch Hổ đi tìm Francis thì lại gặp tên chuột đen trên tàu bay. Tưởng gì chứ dụ thằng này dễ như ăn kẹo ấy mà. Azuri chỉ cần nói là Daza trong bộ đàm muốn nói chuyện rồi quăng cái bộ đàm đi là thằng Akutagawa ba chân bốn cẳng chạy theo chụp cho bằng được. Tôi cũng không biết tụi này nó làm giang hồ kiểu gì mà lạ lắm ta ơi. Azuri đã đến được phòng tên chùm cuối nhưng mà có lấy được bản điều khiển hay không thì lại là một chuyện khác. Sức mạnh của Francis cho phép hắn đổi tiền thành năng lượng hay nói cách khác là nạp kẹt để thắng. Con bạch hổ chưa nạp kẹt nên là top server đánh cho lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Đang ăn hành ngập mồm thì chuột đen lao vào kiếm chuyện với Francis, rồi vậy là thành ra hai thằng này bị chùm cuối đập cùng một lượt luôn. Từ đầu hắn đã tìm hiểu thân thể của bạch hổ trước khi muốn chiêu mộ cậu ta. Từ nhỏ Azuri đã bị ruồng bỏ và bị xem như là phế thải. Francis cho rằng bạch hổ nên gia nhập Go rồi trả thù đời như những thành viên khác mà hắn từng chiêu mộ. Chỉ cần tàu bay đâm xuống Yokohama thì những con người năm xưa cười nhạo bạch hổ sẽ phải chết trong gào thét. Làm như vậy chẳng phải là hả hê lắm hay sao mà mày cứ ngăn cản tao hoài vậy Azuri? Chuột đen sau khi nghe câu chuyện vừa rồi mới hiểu được thân thể của Azuri. Cả hai cùng nhau chạy trốn và ngồi lại tâm sự. Cái này là tôi nói giảm nói chánh dữ rồi đó, chứ thật ra là thằng chuột đen đã nắm đầu thằng kia kéo đi chỗ khác. Akutagawa ghen tị với bạch hổ vì cậu ta chẳng hề mạnh gì mà lại được Daza công nhận. Không những thế, xung quanh Azuri còn rất nhiều người bạn quan tâm đến cậu ta. Đó là những điều mà chuột đen dù có mơ ước cả đời cũng chẳng thể nào có được. Akutagawa nói rằng nếu bạch hổ đã được mọi người công nhận thì hãy làm sao cho xứng đáng với kỳ vọng của họ. Đó cũng là lúc cả hai sẵn sàng quay lại trận chiến gặp tên chùm cuối. Chuột đen đã dùng hết sức mạnh để tạo nên bộ giáp bao quanh cơ thể. Azuri cũng được tiếp thêm động lực để bộc phát hết nguồn năng lượng tiềm tàng. Hai chàng trai trẻ trong hình thái chiến đấu mạnh nhất lao vào tung cú đấm trời giáng khiến cho Vavzik dằn mút chỉ cà mau. Hắn cũng có lý do khiến cho bản thân không thể từ bỏ. Francis tin rằng cuốn sách độc nhất vô nhị có khả năng hồi sinh đứa con gái đã chết của mình cho nên là Francis mới bằng mọi giá có được nó. Hắn chiến đấu không phải vì muốn hủy diệt thế giới mà chỉ là vì muốn cứu lấy gia đình của mình. Và đó là ý chí bất diệt của người đứng đầu Gul. Francis đã quy đổi hết toàn bộ tài sản để chuyển hóa thành sức mạnh sử dụng trong trận chiến này. Azuri và Akutagawa cũng không chịu từ bỏ. Nhìn ba nhân vật trên tàu cứ như là đang biến thành siêu Saiyan. Chiến thôi nào! Tập 12. Những lời nói của mình chắc có lẽ là khó để diễn tả đầy đủ độ hoành tráng trong màn đọ sức của ba nhân vật này. Dù cho họ có mệt mỏi và bị thương nghiêm trọng đến mức nào thì cũng không ai chịu từ bỏ bởi vì mỗi người đều đang chiến đấu cho lý tưởng sống của mình. Trận chiến thật sự rất hay và kịch tính nhưng mà đáng tiếc là nó không kéo dài lâu như chúng ta mong đợi. Chuột đen đã cuộn sóng xung kích vào tay bạch hổ tạo thành quả đấm siêu to khổng lồ. Francis lãnh chọn đòn này làm cho lượng tiền tệ sụt giảm trầm trọng cho đến khi nó về mức không. Dù đã bị đánh bại nhưng mà miệng hắn ta vẫn lẩm bẩm rằng sắp được rồi. Chỉ cần thêm chút xíu nữa thôi là bố có thể hồi sinh con rồi, con gái yêu của bố. Azuri đã lấy lại được bản điều khiển và cho dừng con tàu nhưng một kẻ nào đó đã hack hệ thống để vô hiệu hóa cái bản điều khiển trong tay bạch hổ. Đột nhiên giọng nói của Kyoka vang lên. Cô nàng này hiện giờ đang ở trên tàu bay không người lái. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để bé thỏ chứng minh trái tim trong sáng của mình. Cô ấy chấp nhận điều khiển tàu bay đâm vào cá voi khổng lồ để ngăn chặn thảm họa diệt vong. Azuri đã điên cuồng ngăn chặn nhưng mà làm gì có cách nào khác để cứu vãn tình hình khi đó nữa chứ.
thảm họa đã được giải quyết, kèm theo cái giá là mạng sống của bé thỏ. Xem đến đây mấy bạn đừng vội tắt máy nghe, vẫn còn bất ngờ đang chờ đợi ở phía sau đấy. Năng lực của chủ tịch tổ chức vũ trang là điều khiển năng lực của các cấp dưới. Ngay khi bé thỏ hoàn thành thử thách hy sinh bản thân để cứu người khác thì Kyoka đã được chấp nhận gia nhập tổ chức. Yukichi chỉ cần kích hoạt tuyết dạ xoa khi vụ nổ xảy ra là bé thỏ đã được cứu. Còn về phần anh chuột đen cũng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng mà phải đợi Rezai khen một cái rồi anh mới chịu ngất xỉu ấy. Cuộc chiến với họ Ruo đã kết thúc nhưng tàn dư của nó vẫn còn đó. Lý do mà Rezai luôn để cho chuột đen và bạch hổ phối hợp với nhau là vì còn một kẻ vô cùng mạnh vẫn chưa xuất hiện. Asushi và Akutagawa cần phải đồng tâm hiệp lực thì mới có hy vọng đánh bại được kẻ đó. Hắn cũng là người đã hack hệ thống khiến cho tàu cá voi đâm xuống Yokohama. Tập 1. Quay trở lại khoảng thời gian khi mà chùm cuối Mafia cảng vừa chết được một năm. Nhờ lời khai của Raja, nhân chứng duy nhất có mặt ở đó mà ngài bác sĩ Mori đã được chọn làm tân vương thống trị thế giới ngầm. Không ai trong tổ chức biết rằng Mori hạ sát thủ lĩnh đời trước để xoán ngôi, còn Raja thì mang tội đồng phạm nên là cậu ấy phải nghe theo lệnh sai bảo từ ông chùm mới. Lúc bấy giờ có nhiều tin đồn về sức mạnh bí ẩn vừa xuất hiện trong khu ổ chuột gần thành phố. Anh chán đời đã nhận nhiệm vụ đến đó thám thính thử xem bí ẩn đó là gì. Nơi mà Dazai đang đứng là khu vực tranh chấp giữa nhiều thế lực. Tất cả mấy phe phái đó đều có thù oán với mafia cảng. Sự xuất hiện của anh chán đời đã làm một thanh niên để ý, và rồi trận chiến sau đó là điều không thể nào lường trước được. Chắc hẳn là ai cũng bất ngờ khi biết rằng người tấn công Dazai chính là Chuuza. Thời điểm này, Chuuza chưa là thành viên của mafia cảng. Anh ấy lúc đó đang là thủ lĩnh của The Ship. Người ta nói ghét của nào thì trời trao của đó. Nhìn cảnh hai đứa này lúc mới gặp là biết tụi nó cay cú nhau dữ lắm, vậy mà sau này duyên phận đưa đẩy biến cả hai trở thành cặp đôi song sát chí cốt của nhau. Mà thôi, chuyện đó là của lúc sau. Còn bây giờ, Chuuza và Dazai là hai người của hai phe phái đối lập. Ryuro đã lao vào hỗ trợ cho anh chán đời, nhưng mà thủ lĩnh The Ship khi đó quá mạnh. Khả năng điều khiển trọng lực của Chuuza bá đích mất chấp luôn Dazai, và Ryuro cùng lao vào khô máu. Đột nhiên có một luồng năng lực bí ẩn bộc phá hất văng cả ba về nhiều phía. Chả ai biết điều gì đang xảy ra. Họ chỉ nhìn thấy trung tâm vụ nổ là hình ảnh của ngài cố thủ lĩnh. Sau đó, Chuuza bị bắt về căn cứ của mafia cảng. Mori vào thẳng vấn đề chính trong lúc nói chuyện với Chuuza. Ông ấy thừa nhận mình sát hại ông chùm cũ để xoán ngôi, nhưng nếu mà không làm vậy thì Yokohama sẽ chìm trong biển máu. Ông chùm cũ vốn là người ác độc, đến khi gần đất xa trời mà lão ta còn phái quân đi làm loạn, cho nên là Mori mới giết ông ấy và tạo dựng đế chế mới. Dạo gần đây lại có tin đồn rằng ông chùm cũ sống lại báo thù. Mọi người trong tổ chức không hề biết đến tội ác xoán ngôi của Mori. Nếu để việc này lộ ra ngoài thì mafia cảng sẽ đại loạn, khiến cho người dân thành phố Yokohama cũng bị ảnh hưởng. Nên Mori đang đề nghị Chuuza giúp sức phá giải bí ẩn ngày cố thủ lĩnh hồi sinh. Chuuza đã tìm hiểu thứ được gọi là Arahabaki trong suốt 8 năm qua. Arahabaki là luồng sức mạnh bộc phá xuất hiện hôm trước trong lúc Chuuza và Dazai chạm trán. Theo thông tin từ thủ lĩnh The Ship nắm được, 8 năm trước là lần đầu tiên nguồn sức mạnh bí ẩn đó xuất hiện. Nó đã làm cả vùng đất bị thổi bay, và khu vực đó chính là khu ổ chuột trong thành phố Yokohama. Bên ngoài thì Mori nói là đề nghị giúp đỡ, chứ thật ra thì Chuuza không có sự lựa chọn. Các thành viên The Ship đã bị mafia cảng bắt làm con tin hết rồi. Nếu Chuuza không phối hợp thì đám kia sẽ bị giết. Tập 2. Nơi đầu tiên mà cặp đôi song sát đi đến là ngôi nhà đang bị GS tấn công. Cảnh tượng trước mắt chúng ta là một đàn cù chạy đến đòi ăn thịt hai con sói khát máu. Dăm ba cái khẩu súng hạng nặng thì làm gì có cửa chạm được vào cơ thể Chuuza kia chứ. Và cuối cùng là một mình thanh niên điều khiển trọng lực làm gỏi hết cả dàn quân địch. Bên trong ngôi nhà đang cháy là người có tên là Rondo. Anh ta cũng là thành viên trong mafia cảng. Có lẽ tổ chức GNS muốn bắt anh chàng này làm con tin rồi buộc Mori đến chuộc tội, nên là tụi nó mới tấn công vào đây. Rondo từng tham gia vào một trận chiến ở khu ổ chuột. Đó cũng là thời điểm Arahabaki xuất hiện lần đầu tiên, nên Dazai tính đến đây để tìm manh mối từ lời kể của Rondo. Lúc sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều bị nguồn sức mạnh bí ẩn thiêu rụi, chỉ còn Rondo là còn sống nhờ năng lực bảo vệ của bản thân. Rondo nhìn thấy chính giữa vụ nổ đó là hình ảnh một con quái vật khát máu, chứ không phải là hình ảnh của ông cố thủ lĩnh mafia. Nhiều đó lời khai đã đủ để cho Dazai nhìn thấy chân tướng vụ việc. Sau đó, anh chán đời cùng Chuuza rời đi để vạch trần thủ phạm giả ma giả quỷ này. Dưới đường, họ bắt gặp hai thành viên của The Ship. Đây mới là lúc làm cho Chuuza khó xử. Anh ấy mang thân phận là thủ lĩnh của tổ chức, mà lại giao du với mafia cảng, nên là hai thành viên kia đâm ra nghi ngờ Chuuza đã phản bội The Ship.
Dù bị hiểu lầm nhưng mà Julia cũng không muốn từ bỏ vụ án Arahabaki, nên là anh ta chỉ dặn hai thành viên kia trở về tổ chức và đợi tin. Rồi đến đây thì vở kịch hạ màn rồi. Người đứng sau bí ẩn Arahabaki chính là Rondo. Theo lời kể thủ phạm thì sức mạnh bí ẩn anh ta nhìn thấy xuất hiện ở giữa thành phố và phía sau là biển. Nhưng mà mày học địa lý kiểu gì mà giữa trung tâm thành phố lại có biển hả thằng đần này? Hơn nữa khu vực đó cũng không hề có biển trong quá khứ. Rondo đã tự bịa nên câu chuyện này để hù dọa ngài Mori thôi. Từ đầu Chuya cũng đã biết được những lời của Rondo toàn là xảo trá bởi vì chính bản thân anh ta là Arahabaki. Tập 3. 8 năm trước là lúc Arahabaki lần đầu tiên được biết đến. Đó cũng là lúc Chuya xuất hiện trên thế giới. Còn trước đó thì anh chàng này không hề biết xuất thân mình từ đâu hay là quá khứ của mình như thế nào. Chuya chỉ nhớ rằng mình đang ở trong một khoảng không gian vô tận và rồi cánh tay bí ẩn đã kéo anh ấy đến với thế giới này. Chính vì vậy nên là Chuya luôn tìm hiểu sự thật về Arahabaki và sự thật về cuộc đời của anh. Rondo là người đã kéo Chuya đến thế giới thật bởi vì hắn muốn chiếm hữu năng lượng của Chuya. Sự việc đã đến nước này thì gã ác nhân cũng không cần phải đóng kịch nữa. Sức mạnh của Rondo là tạo ra không gian con, mọi thứ bên trong đều bị hắn ta kiểm soát, kể cả trọng lực. Nói cách khác thì loại sức mạnh này khắc chế hoàn toàn sức mạnh của anh thủ lĩnh The Ship. Hắn ta cũng biết rằng Dazai có khả năng vô hiệu hóa không gian con nên là Rondo đã nhốt anh chán đời vào một khu vực tách biệt xa khỏi vị trí của hắn. Bên trong còn có sự xuất hiện của ngài cố thủ lĩnh Mafia. Lão điên này cầm một cây lưỡi hái bự tổ chản để tấn công và do đây là vật chất thật nên là Dazai không thể vô hiệu hóa nó được. Rondo vốn là gián điệp từ phương Tây, hắn có nhiệm vụ khám phá năng lực bí ẩn mà chính phủ Nhật đang bí mật phát minh. Arahabaki chính là thứ hắn nhắm đến. Ban đầu, Rondo dự định giải phóng cho Chuya rồi kêu cậu ta gia nhập cùng hội cùng thuyền. Nhưng kế hoạch đó đã phá sản nên là Rondo sẽ giết chết Chuya. Sức mạnh của hắn có thể điều khiển một người đã chết trong không gian con. Bởi vì vậy nên là ông cố thủ lĩnh mới được triệu hồi về đây. Sau khi Chuya bị giết thì cậu ấy sẽ thay thế vị trí con rối cho ông cố thủ lĩnh. Khi đã biết được toàn bộ sự thật về cặp đôi song sát cũng không cần phải giả vờ thất thế nữa. Dazai ở bên trong kết giới đột phá phối hợp với Chuya để vô hiệu hóa không gian con. Khi sức mạnh đã được hóa giải thì ông cố thủ lĩnh cũng không thể tồn tại như vật thể sống được nữa. Còn Rondo thì bị thủ lĩnh The Ship đấm cho phát suýt đầu thai sang kiếp sau. Trước khi chết, Rondo đã hé lộ thêm một số bí mật nữa. Hắn đến nước Nhật với một cộng sự. Sau khi lấy được nguồn sức mạnh mà chính phủ Nhật bí mật phát triển thì giữa hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả làm cho Chuya bị tức tỉnh và tạo ra vụ nổ khổng lồ 8 năm trước. Rondo nghi ngờ rằng Chuya không phải là Arahabaki thật sự. Cậu ấy chỉ là vật chứa để kiểm soát nguồn năng lượng khổng lồ đó chứ không phải là thứ đáng sợ nhất mà chính phủ Nhật đang che giấu. Vậy là vụ án bí ẩn mà Mori giao cho cặp đôi song sát đã hoàn tất. Chuya do hoạt động mập mờ với Mafia cản nên là cậu ấy không trở về làm thủ lĩnh The Ship được nữa. Thế nên Chuya mới được ngài Mori ngỏ lời mời gia nhập Mafia cản. Sự việc cứ thế diễn ra trôi chảy cho đến khi anh chàng này trở thành một trong những nhân vật cộm cán trong thế giới ngầm. Tập 4. Quay lại thời điểm hiện tại, Mafia cảng đã bắt được kẻ đứng đằng sau vụ hack con tàu Moby Dick lao thẳng xuống thành phố Yokohama. Theo thông tin sơ bộ thì kẻ bị bắt có tên là Fyodor. Hắn cũng là thủ lĩnh của một tổ chức gọi tắt là chuột trong nhà chết. Bữa trước tôi mới gọi cái thằng Akutagawa là chuột đen xong thì phần này lại xuất hiện nguyên cái hội chuột. Chắc phải gọi tụi mới này là chuột cống luôn cho dễ phân biệt quá ha. Một giám đốc của Mafia cảng đã xin phép Mori được lấy lời khai từ tù nhân vừa bắt được. Bên ngoài thì tên này tỏ ra trung thành thế thôi, chứ thật sự là Ace muốn mời Fyodor vào chung nhóm để lập kế hoạch chiếm lấy quyền điều hành Mafia cảng. Bất kỳ ai muốn làm thuộc hạ của Ace đều phải đeo một chiếc vòng vào cổ. Nếu kẻ đó có ý định phản bội thì Ace chỉ cần sử dụng năng lực của mình để biến tuổi thọ của nạn nhân thành đá quý. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì Fyodor quyết định đề nghị một trò chơi. Nếu hắn thắng thì Ace phải thả tự do cho mình, còn nếu thua thì Fyodor sẽ chấp nhận đeo chiếc vòng. Tên quản lý là người đưa ra luật chơi. Ví dụ trên bàn có một quân bài, sau đó bạn phải đoán xem lá bài tiếp theo có giá trị lớn hơn hay là nhỏ hơn quân bài đang ở trên bàn. Ê là tay cờ bạc khét tiếng ở Macau nên là hắn tự tin vào đồ chơi dơ của mình. Mà đến khi Fyodor tham gia trò chơi thì mọi chuyện lại không đi theo quỹ đạo hắn muốn. Cứ trên bàn có bao nhiêu lá bài là thằng kia nó lại đoán trúng phóc hết chẳng sai dù chỉ là một. Ê bắt đầu mất bình tĩnh và không chấp nhận làm theo thỏa thuận trước khi chơi nữa. Hắn đã ra sức gọi cận vệ phía bên ngoài vào nhưng mà cửa đã bị khóa lại, còn bộ đàm thì ngưng hoạt động một cách lạ thường. Ace suy luận rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, chắc chắn Fyodor có năng lực khống chế tâm trí của nạn nhân. Hắn đã giam giữ tâm trí của Ace vào trong một thế giới khác,
Chính vì vậy nên là Fyodor mới có thể dễ dàng biết trước được những quân bài sẽ hiện ra là gì. Nghe sơ qua thì cũng có lý đấy phải không mọi người, nhưng mà sự thật thì hoàn toàn khác. Ê, tìm ra cách để thoát khỏi không gian ảo đó là phải chết thì tâm trí mới trở về thế giới thật. Không ngờ lúc A tự sát xong thì anh ta chết thật luôn. Fyodor mang một sức mạnh chưa được gặp rõ ở tập phim hiện tại, nhưng chắc chắn không phải là thao túng tâm lý như những gì mà tên A suy luận đâu đấy, và đó cũng là điều khiến cho hắn ta cực kỳ bá đạo. Do nạn nhân không biết phải đối đầu với sức mạnh gì nên là lúc nào Fyodor cũng nằm trên cơ của đối thủ. Từ đầu hắn đã tự nguyện để cho Mafia cản bắt rồi tận dụng cơ hội xâm nhập vào sâu bên trong. Thứ mà Fyodor thật sự nhắm đến là cuốn sổ bí mật A đang giữ. Trong đó có ghi chép hết sức mạnh của các thành viên Mafia cản. Đây là vũ khí giúp cho Fyodor thực hiện kế hoạch sắp tới. Tập 5. Tôi ở trong tổ chức thám tử thời gian gần đây khỏe dữ lắm á. Do chẳng có biến động gì quá nên là cả đám siêu anh hùng rơm này chỉ việc đi bắt mấy cái băng đảng trôi trôi trong thành phố. Điều duy nhất đáng chú ý là cô nàng Cluzy, cựu thành viên trong hội Gu, đến xin làm việc trong quán cà phê tụi Asushi hay lui tới. Hiện giờ cô nàng này không còn ý định gì xấu nữa, xin đi làm việc là cái cớ thôi, chứ mục đích chính là gặp Garut Bạch Hổ. Kunikira đã phát hiện trong bảng điều khiển con tàu Mobitic có một con chip của kẻ địch cài vào. Hiện giờ anh ấy cùng Asushi đang đi tìm nhân vật có thể truy lùng xem kẻ đứng sau sử dụng con chip hack này là ai. Nhắc đến hacker hay là mấy ông IT là biết ăn ở bừa bộn cỡ nào rồi. Người mà Kunikira tính nhờ giúp đỡ cũng từng là một thành viên trong tổ chức thám tử. Katai có khả năng điều khiển những thiết bị điện tử từ xa. Hồi đó ông thần này làm mấy vụ an ninh mạng cho tổ chức mà sau này chuyển sang đi cài Win dạo rồi. Tưởng rằng sẽ có thể nhờ Katai truy lùng căn cứ địch nhưng mà ngờ đâu cha nội này lấy lý do đang yêu nên là không thể thi triển năng lực được nữa. Katai ra điều kiện là phải tìm được cô gái nấy thầm thương trộm nhớ thì anh hacker mới chấp nhận giúp cho tổ chức thám tử. Rồi xong, lúc đầu đi làm nhiệm vụ giải cứu thành phố mà giờ thành đi tìm gái cho cái thằng hacker này luôn. Thì cuối cùng tụi nó cũng tìm ra con nhỏ mà Katai thích, nhưng mà oái âm cái nhỏ đó là em gái của thằng Akutagawa. Bất ngờ hơn nữa là nhỏ đó tên là Gin. Cho ai mà chưa biết thì Gin là sát thủ bậm trợn trong tổ chức Mafia cản đấy nha. Lúc nó đeo mặt nạ nhìn giang hồ lắm mà sao tự nhiên tháo ra xinh đẹp thế không biết. Tập 6. Lucy đã bàn giao lại cho Bạch Hổ và Kyoka tập tài liệu ai đó đã gửi cho họ. Bên trong có nội dung là yêu cầu cả hai đến một con thuyền trong cảng để lấy hàng và không nói thêm gì về món hàng họ sắp nhận. Cùng lúc đó, những chiếc xe đưa tin tuyệt mật của chính phủ cũng bị tấn công. Hung thủ chỉ lấy duy nhất tệp hồ sơ liên quan đến cái chết của cha mẹ Kyoka năm xưa. Tình cờ hơn là tệp hồ sơ đó xuất hiện trong chiếc thuyền mà Kyoka và Bạch Hổ đi tìm. Bên trong hồ sơ ghi rằng cha mẹ của Kyoka là sát thủ của chính phủ. Họ đã bị những kẻ có năng lực điều khiển máu sát hại. Mẹ của Kyoka vì muốn bảo vệ cho cô bé nên đã ra lệnh cho Demon Snow giết mình. Nhờ có tệp hồ sơ đó mà bé sát thủ đã hiểu được Tuyết Dạ Xoa không phải là hung thủ gây ra cái chết của cha mẹ mình. Còn người giúp Kyoka nhận được tệp hồ sơ không ai khác ngoài bà trùm Oyaki. Hôm sau, Asushi đã nhận được tin báo rằng hiệu trưởng trại trẻ mồ côi cậu từng được nhận nuôi đã chết. Trong đầu Bạch Hổ bắt đầu xuất hiện hai suy nghĩ trái ngược nhau. Cậu ấy cảm thấy hả hê vì cuối cùng người đã ra sức hành hạ mình suốt khoảng thời gian xưa nay đã bị trừng phạt. Mặt khác thì cậu ấy lại cảm thấy có chút buồn bã vì sự ra đi của ông ta. Sau khi điều tra thì mọi người đã biết được rằng ngài hiệu trưởng đã chết trên đường đi mua hoa. Trên tay ông ấy còn đang nắm chặt tờ báo đăng cảnh Asushi đánh bại hội Gu giải cứu thành phố. Xem đến đây là tôi đã hối hận vì lúc trước có lỡ ghét nhân vật này. Ngài hiệu trưởng nhốt Bạch Hổ lại vì sợ cậu ấy làm hại những đứa trẻ khác. Ông ấy còn đóng vai ác để Asushi ghét mình thay vì tự ghét bản thân. Ngài hiệu trưởng sau khi thấy Asushi giúp đỡ người khác đã lặn lội lên thành phố để chúc mừng cậu. Ông ấy vui mừng đến mức đi đường không chú ý và dẫn đến tai nạn. Dù cho ngài hiệu trưởng có từng trách móc hay là đánh đập Bạch Hổ thế nào thì đó cũng như là những tình cảm của cha dành cho con mình vậy. Dazai khi ấy chỉ nói với Asushi vỏn vẹt một câu duy nhất: hãy khóc thật lớn khi một người thân gia đình ra đi. Tập 7. Ranjit vẫn còn sống từ sau trận đại chiến trên tàu Mobitic. Chiếc nhẫn cưới đã giúp hắn quy đổi tiền tệ cường hóa sức mạnh nên là lúc bị đánh bay ra khỏi con tàu hắn ta mới không chết. Giờ trong tay Ranjit không còn bất cứ thứ gì cả. Ruja đã tìm thấy thủ lĩnh Gu đang lánh nạn ở khu ổ chuột. Cô nàng cũng đã thử khuyên Ranjit gây dựng lại họ nhưng mà anh ta đã từ chối. Mọi chuyện tưởng chừng như là đã không còn hy vọng nữa thì Ruja bị mấy tên côn đồ trong khu ổ chuột tấn công. Thủ lĩnh Gu không thể cứ thế mà đứng nhìn thuộc hạ của mình bị mấy tên tập nham làm thịt được. Vậy là chỉ với 50 xu thì đại gia Sucker thực tế đã có thể quét sạch quân thù. Sự việc vừa rồi cũng khiến cho Ranjit lấy lại nguồn cảm hứng để gây dựng lại cơ đồ. Việc đầu tiên cả hai thầy trò này làm là thuê căn chung cư cấp 3 gần đó sống tạm đã chứ hết tiền thuê khách sạn rồi.
Sức mạnh của Loza giúp cô nàng tập trung phân tích mọi dữ liệu thu thập được. Hiện giờ Loza đang nghiên cứu xem trận banh ngày mai nên nằm kèo trên hay nằm kèo dưới là lụm lúa. Francis đã đi theo kế hoạch của nữ chiến lược gia để tìm gặp một người đang có ý định tự sát. Anh chàng này hiện giờ đang làm kỹ sư cho một nhà máy phát triển công nghệ. Không hiểu vì sao mà camera lại ghi hình cảnh tượng anh ta giết người đồng nghiệp. Người kỹ sư vì không thể giải oan nên là mới tính đến đường tự sát. Thủ lĩnh Wu thỏa thuận rằng nếu anh ấy có thể giải được vụ án này thì anh kỹ sư phải đưa mật mã hệ thống mắt thần cho Francis. Hệ thống mắt thần là hệ thống nhận diện khuôn mặt trên toàn cầu. Chỉ cần nhập mật khẩu vào hệ thống thì vệ tinh sẽ tìm ra bất cứ ai mà chủ nhân nó yêu cầu. Ngày hôm sau, phiên tòa xét xử đã diễn ra. Francis đã đến gặp tổng giám đốc công ty để vạch trần bộ mặt thật của ông ta. Lão già dơ này đã cài một đoạn mã thay thế nhận diện khuôn mặt vào trong hệ thống mắt thần. Vô tình một nhân viên đã phát hiện ra nên là lão già dơ giết người diệt khẩu. Sau đó ông ta chỉ cần sử dụng đoạn mã thay đổi nhận diện khuôn mặt là đã có thể đổ tội cho anh kỹ sư. Rajit đã dùng những chứng cứ này để vạch mặt ông giám đốc trước phiên tòa xét xử. Kết quả cuối cùng cũng đã có và quan trọng là giá cổ phiếu công ty phát triển phần mềm bị ảnh hưởng xấu nên là giảm mạnh. Rajit chỉ cần bỏ ra ít vốn đã có thể thu về toàn bộ công ty của giám đốc. Đại gia này còn sở hữu luôn hệ thống mắt thần đầy quyền năng. Toàn bộ kế hoạch đều đã được Loza vẽ nên, còn thằng Francis chỉ làm theo thôi chứ nó đâu có được thông minh như thế. Tập 8. Chủ tịch tổ chức thám tử đã bị một tên đeo mặt nạ tấn công ở một con hẻm vắng. Hắn biết thân thủ của Yukichi rất là cao cường nên là mặt nạ đã dùng ám khí tấn công từ xa chứ không chiến đấu theo kiểu áp sát. Mục đích của lần tập kích này không phải để giết ngài chủ tịch hoàn toàn mà chỉ là để lây nhiễm chất độc lên người nạn nhân. Khi tổ chức thám tử mang Yukichi về thì anh ta đã bị bất tỉnh mặc dù bề ngoài chỉ mới say sát chút ít. Akiko cũng đã thử dùng năng lực cấm tử để điều trị cho sếp nhưng mà có vẻ tình trạng không khả quan hơn là mấy. Dazai nhận định rằng việc này không thể nào do mafia cản gây ra vì mới vài hôm trước Yukichi đã ra lệnh cho phe thám tử không được đả động gì đến thế giới ngầm. Tên đeo mặt nạ chắc chắn đến từ tổ chức khác. Ngài Mori vừa hay tin Yukichi bị ám sát liền ra lệnh cho đám thuộc hạ truy tìm hung thủ. Anh ấy không thể ngờ rằng mình cũng đang nằm trong tầm ngắm của đối phương. Nếu không phải Alice đề cao cảnh giác thì tay bác sĩ điên này chắc có lẽ đã chết cháy cùng với chiếc xe bị kẻ địch gài bom. Akutagawa nhân cơ hội kẻ địch vừa xuất hiện để truy lùng theo dấu vết của hắn. Sau một hồi truy đuổi mới phát hiện ra hung thủ chính là cha xứ Nathaniel. Chỉ có điều là nhìn anh chàng này rất khác với lúc còn là thuộc hạ của họ Gu. Mori cứ tưởng rằng kế hoạch ám sát mình đã thất bại nên là đâm ra mất cảnh giác. Đó là cơ hội cho một tên khác xuất hiện bất ngờ tấn công làm chùm mafia cản trọng thương. Dazai đã lần theo dấu vết của kẻ tấn công Mori và phát hiện kẻ đó là Fyodor. Chất độc mà hắn vừa dùng lên Mori và Yukichi là ký sinh vật ăn thịt người. Sau 48 tiếng tính từ lúc trúng độc, nạn nhân sẽ chết. Cách duy nhất để hóa giải chất độc này là Mori sẽ phải chết để Yukichi sống hoặc là ngược lại. Fioro cũng đang có ý định tìm cuốn sách độc nhất vô nhị mà Francis từng nhắc đến và hắn dự định phá hủy tất cả mọi thứ trước khi có được thứ mình muốn. Dazai đã lường trước lần gặp mặt này với kẻ địch sẽ bị đánh lén nhưng mà anh ta vẫn phải đến chỉ vì muốn xác nhận thông tin về loại độc tố mà Fioro đã sử dụng. Chỉ vài giờ sau đó, hàng ngàn thành viên của Mafia cảng đã bao vây lấy nơi Yukichi đang điều trị. Nếu giờ mà tổ chức thám tử ăn thua đủ với kẻ địch thì không thể nào giành phần thắng được vì Dazai đã trọng thương không thể tham chiến. Vậy nên chỉ có một mình Tanizaki ở lại dùng ảo ảnh để câu thời gian của kẻ địch cho đồng đội mang ngài chủ tịch chạy trốn. Tập 9. Tổ chức thám tử đã để lại thông điệp cho Mafia cảng là tạm thời cả hai phe sẽ đình chiến để tổ chức thám tử có thể tìm ra chủ nhân sức mạnh điều khiển chất độc ăn thịt người. Nếu họ thất bại thì con tin trong tay Mafia cảng là Tanizaki sẽ bị giết ngay lập tức. Ranbo cho rằng đối tượng bị tình nghi hiện giờ đang lẫn trốn ở khu ổ chuột. Kunikida và Bạch Hổ đã đi theo đúng chỉ dẫn và họ đã tìm thấy thứ mình cần. Bọn gian manh kia lại không chịu đầu hàng mà lại ra sức phản kháng. Chúng dùng những đứa trẻ làm lá chắn khiến cho nhóm Asushi không thể nào truy đuổi mục tiêu được. Fioro đã điều tra các vụ án trước và biết được rằng Kunikida sẵn sàng hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ cho những đứa trẻ vô tội. Cho nên là hắn đã lợi dụng lòng tốt đó để cài 7 mắt kính Senpai. Fioro chỉ cần cài bom cảm tử lên người một đứa bé là đã có thể cầm chân Kunikida lại. Trong khi ánh mắt kính đang phải vật lộn với đám nhóc ở đường hầm thì Azuji đã có cơ hội bắt đối tượng bị tình nghi lại. Không ngờ đây chỉ là màn kịch mà Fioro chuẩn bị để câu thời gian của tổ chức thám tử. Người mà Bạch Hổ bắt được không phải là kẻ sở hữu năng lực chất độc ăn thịt người. Đồng thời Fioro cũng gửi theo một lời nhắn nữa là luật lệ sẽ không thể thay đổi được. Nếu tổ chức thám tử muốn cứu ngài chủ tịch thì họ chỉ có cách duy nhất là phải giết Mori. Quay lại chỗ con tin đang bị Mafia cảng bắt giữ, sau khi chúng biết kế hoạch bắt kẻ sử dụng năng lực ăn thịt người thất bại thì các chỉ huy Mafia cảng đã không thể chờ đợi được nữa.
bọn chúng phải giết con tin rồi dồn quân tổng tấn công để tiêu diệt Yukichi cứu mạng sếp. Ranbo cũng đã tính đến trường hợp này. Tanizaki đã dùng mảnh giấy trong cuốn sổ của Kunikida để tạo thành con dao cắt đứt sợi dây đang trói bản thân rồi chuồn đi. Do anh chàng này có năng lực tạo ảo ảnh nên là việc che giấu sự hiện diện của bản thân là rất dễ dàng. Chỉ vài phút sau đó thì Tanizaki đã có thể đột nhập vào phòng ông trùm mafia cảng. Ozaki cũng có mặt kịp thời để hộ giá cho Mori. Còn Tanizaki thì bị đánh trọng thương nên phải lập tức tẩu thoát cùng với bé sát thủ nhí. Tập 10. Hiện giờ Yukichi đang được bảo vệ bên trong căn phòng mà Lucy tạo ra nên việc mafia cảng tấn công vào đó là không thể. Nhưng nếu cứ để 48 tiếng trôi qua thì ngài chủ tịch vẫn sẽ chết vì chất độc. Tổ chức thám tử phải chọn giữa việc có nên tấn công vào căn cứ mafia cảng hay không. Dù trước đó ngài chủ tịch đã dặn là không được gây hấn với thế giới ngầm nhưng mà tình hình lúc bấy giờ là quá cấp bách. Các thành viên thà đổi mạng ông trùm phe ác còn hơn là để cho Yukichi phải chết. Kunikida đã từ chối kế hoạch tấn công vào căn cứ mafia. Anh ta vẫn còn bị ám ảnh sau lần đụng độ với mấy đứa trẻ trong đường hầm. Mắt kính senpai sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục giết chóc thì hình ảnh những đứa trẻ vô tội bị sát hại sẽ lại hiện ra trong tâm trí anh ấy. Và rồi một trận đại chiến giữa hai thế lực máu mặt nhất thành phố Yokohama đã diễn ra. Tất cả thành viên tổ chức thám tử đều có mặt trước căn cứ mafia cảng. Chỉ có Kunikida và Bạch Hổ là đến chỗ Katai để xem thử anh hacker điều tra ra được vị trí kẻ chủ mưu hay chưa. Tiếc là họ đã chậm hơn Firo một bước. Lúc cả hai đến nơi thì Katai đã biến mất. Trong băng ghi hình có ghi lại cảnh tượng Firo đã bắn chết anh hacker. Vậy là manh mối để tìm ra kẻ chủ mưu đã gần như trở thành con số 0. Quay lại trận chiến chỗ mafia cảng, Ranbo biết rằng người mạnh nhất phe địch lúc này là Chuja nên là anh ấy đã dụ thanh niên điều khiển trọng lực vào cái bẫy, chứ Ranbo không trực diện đánh tay đôi với kẻ địch. Chỉ cần dùng cuốn sách của Pearl kéo Chuja và Ranbo vào trong thì sẽ làm giảm được lượng sức mạnh đáng kể của mafia cảng. Kyuka đã đột nhập vào bên trong căn cứ và người đang đối đầu với cô nàng này là chuột đen. Nói nghe ghê vậy thôi chứ hai anh em này chủ yếu là tâm sự ôn lại chuyện xưa. Đánh đấm cũng chỉ mang tính chất giao hữu chứ cả hai không có ý định hạ sát luôn đối phương. Kể từ lúc sát thủ nhí tham gia tổ chức sát thủ thì ánh mắt thù hận của cô bé đã biến mất hoàn toàn. Akutagawa là người vui mừng hơn ai hết bởi vì cũng đã có khoảng thời gian anh ấy chìm đắm trong thù hận. Chuột đen đã có thể quay về thế giới đầy màu sắc kể từ khi gặp thần tượng Dazai. Thấy chỗ này hai anh em nói chuyện vui vẻ quá mà ở tầng trên đang là trận đại chiến đẫm máu giữa hai thế lực. Kaji đã xuất hiện với hàng đống bom chanh trong tay. Tất cả mọi người ở tổ chức thám tử đều thất thủ trước sức công phá mạnh của hắn ta. Đang giây phút căng thẳng như thế mà đột nhiên hai bên lại ngừng, không chiến đấu nữa. Mafia cảng và tổ chức thám tử đã xác nhận hai sếp đã tự nguyện rời đi. Họ sợ căn bệnh của mình làm ảnh hưởng đến các thuộc hạ nên là Yukichi và Mori đã quyết định giải quyết gọn gàng bằng một trận đấu tay đôi. Tập 11. Phần này chưa nói rõ sức mạnh của Mori là gì. Tôi chỉ thấy ông ấy triệu hồi ra một bé y tá để chiến đấu. Ấy vậy mà cũng ra gì phết chứ chẳng đùa đâu nha. Cuộc chiến của hai top server quả là khiến cho người xem phải trầm trồ với kỹ năng điêu luyện của mỗi người. Yukichi và Mori đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây. Hồi xưa cả hai cùng làm việc cho một nhân vật bí ẩn có tên là Natsumi. Mori trở thành xoán ngôi ông trùm mafia cảng là để giảm bớt sự hung hăng của tổ chức này. Hình như việc đó cũng nằm trong kế hoạch của Natsumi đề ra. Thành phố Yokohama được chia làm 3 phần. Ngày sẽ do chính phủ giữ trật tự, đêm sẽ là lúc mafia cảng cai quản, còn tổ chức thám tử sẽ xuất hiện vào lúc bình minh. Sự tồn tại của ba thế lực này cuối cùng cũng chỉ vì mục đích là giữ cho Yokohama yên bình. Tuy trên hình thức thì ba thế lực đều mạnh như nhau nhưng mà tầm ảnh hưởng của mỗi thế lực mỗi khác. Nếu giả sử Mori bại trận và bị giết thì mafia cảng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Chúng sẽ ra sức báo thù thành phố Yokohama. Còn nếu Yukichi chết thì tổ chức thám tử vẫn sẽ giữ lý trí mà tiếp tục bảo vệ thành phố. Chính vì suy nghĩ đến yếu tố này mà ngài chủ tịch đã buông xuôi và chịu kết quả bại trận. Trước khi Yukichi chết thì đột nhiên có một con mèo xuất hiện làm cho cả khu vực đó bị nổ tung. Mori và ngài chủ tịch khi đã từ rất lâu rồi họ mới thấy nhân vật bí ẩn mang tên là Natsumi xuất hiện. Ông ấy sở hữu sức mạnh khá là thú vị. Trên web dịch là tôi là con mèo nè. Cái đó chắc là có thể tùy người dịch nha. Natsumi nói rằng hai thằng ôm con tụi mày không cần phải một sống một con nữa. Hồi nãy tao đưa vị trí kẻ địch cho thằng Dazai nó xử rồi. Giờ chỉ cần ngồi đợi xem tổ đội của anh chán đời có hoàn thành nhiệm vụ trước khi chất độc phát tán hay không thôi. Tiết tinh hồi xưa kêu hai thằng bay bảo vệ thành phố chứ có kêu hàng bay xiên nhau đâu. Đồng hành cùng Dazai là Kunikida và hai thằng nhóc báo đời. Căn cứ phe địch đã được Firo chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bất kỳ tên lính nào cũng được trang bị cảm biến nhịp tim. Chỉ cần chúng bị tiêu diệt là phòng điều khiển sẽ phát hiện ra có người đột nhập ngay lập tức. Chuột đen và Bạch Hổ là hai người thích hợp nhất để đột kích nhanh gọn lẹ vào bên trong. Vừa mới vào mà họ đã bắt được hai tên lính ghét. Do không thể giết chúng nên là Akutagawa chỉ hù dọa rồi hỏi tên cầm đầu Firo đang trốn ở đâu.
Xui cái là mấy tên tôm tép này chả biết gì ngoài nhiệm vụ canh gác cổng. Nhóm đột nhập chỉ còn cách là kết nối thiết bị cho Katai kiểm soát hệ thống. Anh Hacker đúng ra là đã bị Fyodor giết ở tập trước, nhưng mà Natsumi đã cứu mạng anh ta nên là giờ đây Katai mới còn sống đấy chứ. Dựa theo dữ liệu mà họ thu thập được đã tố cáo thân phận thật sự của một trong hai tên gác cổng khi nãy chuột đen bắt. Hắn chính là kẻ sở hữu năng lượng điều khiển chất độc ăn thịt người. Bạch Hổ vừa tính quay lại bắt kẻ địch thì Bukin đã tẩu thoát, đồng thời để lại chất độc lây nhiễm lên người chuột đen. Tập 12. Trên đường truy đuổi Bukin, nhóm đột nhập đã bị một kẻ địch chặn lại. Arva có khả năng điều khiển đất đá tạo thành quái vật chiến đấu. Chuột đen cũng đã hủy diệt con quái vật, nhưng rồi nó lại có thể trở lại bình thường sau khi nhận phải nhiều đòn chí mạng. Cặp đôi đột nhập vì không còn cách nào khác nên đành phải sáng chế ra chiêu thức phối hợp cùng nhau vẽ phản công. Akutagawa lợi dụng những tấm vải đen để vây hãm Ivan lại, còn Bạch Hổ thì tận dụng khả năng linh hoạt của bản thân để đạp lên những tấm vải gia tăng tốc độ di chuyển. Lúc Ivan mãi loay hoay để tìm cách tấn công Asushi thì chuột đen đã nhìn thấy kẻ hở. Cậu ta tấn công trực diện vào người điều khiển quái vật khiến cho đống đất đá tự động tan rã. Cứ tưởng như thế là đã kết thúc, nhưng mà không ngờ rằng người mà cặp đôi đột nhập vừa tiêu diệt chỉ là hình nhân, còn Ivan thật sự đang ẩn nấp trong đống đổ nát khi nãy. Hắn cố tình câu kéo thời gian để cho cạm bẫy của mình được đặt trước đó kích hoạt. Hậu quả là cả chuột đen và Bạch Hổ đều bị mắc kẹt trong đống bùn. Nếu cứ thế này thì trước sau gì kế hoạch tiêu diệt người điều khiển Var ăn thịt người cũng sẽ thất bại. Akutagawa bắt buộc phải làm điều mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến, đó là hy sinh bản thân để cứu người khác. Nhờ có những tấm vải đen kéo ra khỏi đống bùn mà Azuze đã có cơ hội tiếp tục nhiệm vụ. Trạng thái chiến đấu lúc bấy giờ của Bạch Hổ giống như là được tiến hóa rất nhiều khi phối hợp cùng với chuột đen. Móng vuốt của Azuze giờ còn có thể chém đứt được sức mạnh của kẻ địch. Cậu ta lao đến Ivan như một cơn bão và kết thúc sinh mệnh tội lỗi của kẻ phản diện trong một chiêu thức thân sâu. Còn riêng tên Bushkin cố chạy cả buổi trời chỉ để ra ngoài và bị Mori và Yukichi đấm cho một phát thấu tận trời xanh. Cuối cùng nhiệm vụ vô hiệu hóa chất độc ăn thịt người cũng đã hoàn tất, nhưng Fyodor lại không có trong căn cứ. Nãy giờ hắn chỉ ra lệnh cho các thuộc hạ thông qua sóng vô tuyến trên radio. Dazai cũng đã đoán được việc tên gian xảo này không thể xuất hiện trực tiếp ở chiến trường nên anh chán đời đã nhờ Francis giúp đỡ. Thủ lĩnh Gu đang sở hữu hệ thống mắt thần. Thiết bị đó dư sức tìm ra tổ tiên thằng Fyodor đang ở đâu luôn, chứ đừng có nói chi là việc tìm nó. Angu cũng đã có mặt ngay sau đó để bắt giữ tên tội phạm khủng bố này lại. Dù Fyodor chấp nhận khoanh tay chịu chói, nhưng mà trước đó hắn cũng đã sát hại một người lính để dằn mặt những người ở đây. Fyodor nói rằng tất cả chỉ mới là khởi đầu, sẽ có ngày hắn quay trở lại hủy diệt thế giới. Dazai khi đó cũng không thể giấu được vẻ hốt hoảng. Vừa rồi chẳng hề thấy tên này động tay động chân gì mà đã có thể làm cho một người lính tử trận ngay lập tức. Chắc hẳn là năng lực của Fyodor đang sở hữu cũng rất là bá đạo đây nè. Tập 1. Như thường lệ, mở đầu mỗi phần là cảnh tượng hồi tưởng về khoảng thời gian trong quá khứ. Tập này chủ yếu là sẽ nói về mối quan hệ của ngài chủ tịch Yukichi và Rambo trước khi cơ quan thám tử vũ trang được thành lập. Vụ án đầu tiên giúp cho hai nhân vật này gặp nhau xảy ra ở một tòa nhà trong trung tâm thành phố Yokohama. Nạn nhân đã bị đẩy từ tầng cao xuống dẫn đến tử vong. Sau khi khám nghiệm đã phát hiện được dấu vân tay của hung thủ. Hiện giờ hắn đã bị bắt giữ lại bên trong căn phòng nơi xảy ra vụ án. Đối tượng bị tình nghi là sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm Oda Sakonosuke. Mọi việc đều đã được an bài và vụ án tưởng chừng như sắp được khép lại thì Rambo xuất hiện. Anh thám tử phán rằng tay trợ lý mới là hung thủ của vụ án này. Hắn đã cố tình bày bừa tài liệu ở khắp mọi nơi trong phòng rồi từ từ nhặt lại để câu thời gian. Mục đích là để có thêm thời gian ngụy tạo chứng cứ, đổ tội cho sát thủ ngầm, người thuê tay sát thủ cũng chính là gã trợ lý. Từ đầu hắn đã sắp xếp mọi việc sao cho nhìn như là một vụ ám sát để vừa có thể giết nạn nhân lại vừa có thể đổ tội cho kẻ khác. Oda sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện đã lập tức xách hai khẩu súng đi kết thúc cuộc đời của tên trợ lý gian xảo. Dù sao thì Oda không còn viết One Piece nữa nên là đã bị cảnh sát tóm, nên thôi là thà giết luôn gã này rồi vào tù cho bỏ ghét. Nhờ có Rambo mà hung thủ thật sự của vụ án đã được vạch trần. Lúc đầu ngài chủ tịch chỉ định đãi anh thám tử một chầu để trả ơn, nhưng mà hoàn cảnh khi đó của Rambo tội quá nên là ngài không nỡ bỏ mặt. Cuối cùng Yukichi đã quyết định dắt Rambo đi xin việc, nơi mà cả hai hướng đến là rạp hát trong thành phố. Vài hôm trước đã có kẻ lạ mặt gửi thư đe dọa đến chỗ này. Nội dung bức thư nói rằng hắn sẽ giết một người diễn viên trong vở kịch sắp tới. Kẻ lạ mặt để lại bí danh của mình là V. Rambo đã kết luận rằng bức thư đó là thư để thông báo chứ không phải là thư đe dọa. Bình thường thư đe dọa phải là tao sẽ giết người, ba la ba la ba la, hay là mày phải đưa tiền hay là cái gì đó giá trị để bảo toàn mạng sống. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà chỉ có một mình Rambo là có thể phân tích yếu tố này. Yukichi đã rất ngạc nhiên dù biết trước rằng chàng trai thám tử này suy luận rất giỏi.
Tuy cả hai chỉ vừa mới gặp nhau được vài tiếng trước nhưng mà Ranbo cũng đã có thể đoán được trước đây Yukichi từng là kiếm sư. Vì lý do gì đó mà hiện giờ Yukichi không còn dùng kiếm khi làm nhiệm vụ nữa. Chắc có lẽ là ngài chủ tịch hối hận về việc mình đã sát hại vô số người. Vừa nghe đến đây là Yukichi liền hét lớn lên để chặn những lời nói của Ranbo lại. Chắc là anh ấy vẫn còn ám ảnh khi nghe người khác nói về quá khứ bẩn của mình. Tập 2. Cả hai đã đến xem một vở kịch trong nhà hát để thăm dò tình hình. Việc này cũng như cực hình đối với Ranbo. Các bạn cứ thử tưởng tượng mình bỏ tiền ra xem phim trinh thám mà phim còn chưa bắt đầu thì bạn đã biết thủ phạm là ai đấy. Ranbo cũng vậy, cậu ấy rất khó chịu vì bản thân có thể nhìn thấu mọi thứ trong khi những người xung quanh lại chả biết gì. Yukichi đã an ủi anh ấy rằng đó là sự cô đơn của những người đặc biệt. Bản thân ngài chủ tịch trước kia cũng mang sức mạnh vượt bậc so với những kiếm sĩ đồng trang lứa. Anh ấy cứ làm nhiệm vụ này cho đến nhiệm vụ khác, dần dần xét người dưới kiếm Yukichi đã chất thành đống lúc nào không hay. Yukichi trở nên hoang mang bởi vì anh ấy không xác định được mình giết người là để hoàn thành nhiệm vụ hay chỉ giết người cho thỏa mãn cơn khát máu. Sau này, ngài chủ tịch đã không còn dùng kiếm nữa. Anh ấy cũng biết rõ sự cô đơn mà Ranbo đang phải đối mặt. Yukichi nói rằng anh thám tử đừng suy nghĩ quá nhiều về việc mình đặc biệt hơn người khác nữa. Cậu cứ hiểu đơn giản rằng bản thân có sức mạnh mà người khác không có và hãy dùng sức mạnh đặc biệt đó để bảo vệ mọi người. Giây phút đó đã làm cho Ranbo tìm ra lý tưởng sống cho cuộc đời mình. Cậu ấy không còn cảm thấy bản thân cô độc nữa, chỉ là Ranbo có siêu năng lực mà người khác không có được mà thôi. Đó cũng là lúc khiến anh thám tử hiểu lầm rằng mình có dị năng. Thằng Ranbo bẩm sinh đã có tài suy luận chứ nó không có năng lực đặc biệt như tụi thám tử vũ trang đâu nghe. Trở lại với vở kịch trong nhà hát, diễn viên chính đúng là đã bị sát hại theo như lá thư hung thủ để lại. Quan trọng hơn là một khán giả cũng biến mất một cách kỳ lạ. Ai có xem mấy phần trước mới biết được người khán giả đó chính là ông Natsume. Ranbo là người duy nhất có thể vạch trần chân tướng sự thật của vở kịch này. Nhưng vật chính vừa bị ám sát chỉ là giả, anh ấy vì muốn vở kịch thêm sinh động nên đã cố tình biến cái chết của mình giống như thật để thu hút sự tò mò của người xem. Hung thủ thật sự đã lợi dụng giây phút đó để bắt ông Natsume mà không để lại dấu vết. Vậy là kẻ làm giả cái chết đã bị bắt, nhưng còn người ra tay bắt cóc ông Natsume là ai? Diễn viên chính khai rằng anh ấy làm theo lời của người biên kịch. Lúc đầu cả hai chỉ muốn dùng chiêu trò để khán giả tò mò chứ họ thật sự không hề biết đến vụ bắt cóc hay gì đó. Người biên kịch cũng bị ám sát sau khi kế hoạch bắt cóc ông Natsume thất bại. Tập 3, tên hung thủ đã cải trang thành cảnh sát rồi lấy cớ đưa Ranbo về đồn lấy lời khai. Chắc tên điên này chưa biết anh thám tử mới nhìn sơ qua đã phát hiện được ý đồ thật sự của đối phương là gì. Trước khi Ranbo rời khỏi rạp hát, cậu ấy đã để lại một bức thư làm ám hiệu cho Yukichi có thể lần theo đến nơi giải cứu. Hiện giờ Ranbo cùng với thủ phạm đang ở khu vực nhà máy bỏ hoang. Từ đầu kế hoạch của hắn là dàn xếp bắt cóc Natsume mà không để lại dấu vết gì. Đứng sau tên thủ phạm là tổ chức có bí danh là V. Đáng lẽ hắn phải thủ tiêu Ranbo vì cậu ấy đã phá tan kế hoạch bắt cóc của tổ chức nhưng mà vì anh thám tử có tài suy luận quá nhạy bén nên là hắn đã ngỏ lời mời Ranbo gia nhập tổ chức V. Yukichi đã đến nhà tù để hỏi xem sát thủ Oda có biết thông tin gì về tổ chức V hay không. Thông thường các sát thủ trong thế giới ngầm sẽ là đối tượng đầu tiên mà các tổ chức phản động muốn chiêu mộ và đúng là chúng đã từng tìm đến chỗ Oda, nhưng anh sát thủ đã từ chối nhận nhiệm vụ từ tổ chức này. Loại tội phạm mà Oda sợ nhất chính là những kẻ sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường chúng. Tổ chức V không muốn tiền bạc hoặc danh vọng, thứ mà bọn chúng nhắm đến là gì Oda cũng không biết rõ nhưng mà chắc chắn một điều là tổ chức V rất đáng sợ. Tay sát thủ đã đưa vị trí nhà máy bỏ hoang cho Yukichi đã đổi lấy tự do cho bản thân. Đây chỉ là một cuộc giao dịch thông tin không hơn không kém. Oda cung cấp vị trí cứu người chứ anh sát thủ không tham gia giúp Yukichi cứu Ranbo. Tưởng gì chứ mấy vụ đánh đấm đối với ngài chủ tịch dễ như bỡn ấy mà. Yukichi còn chẳng cần mang theo kiếm mà cả đám lính trong khu nhà máy đã bị hạ gọn gàng trong một nóng nhẹt. Ngài chủ tịch chỉ trở nên nổi giận vì Ranbo tự lấy thân mình làm mồi nhử hung thủ. Kể từ sau vụ án đó, cặp đôi này đã đồng hành cùng nhau cho đến khi tổ chức thám tử ra đời. Ở cuối tập phim có xuất hiện hình ảnh của Frodo. Hắn cười và thì thầm rằng chữ V mà Ranbo đang điều tra chính là số 5. Còn chi tiết số 5 đó có ý nghĩa như thế nào thì mọi người chờ đợi tiếp nha. Sau đó, Yukichi cùng Ranbo đã đến gặp Natsume để đề nghị ngài ấy cho phép thành lập văn phòng thám tử. Câu chuyện bắt đầu trở về thực tại. Tập 4. Trên mạng đang hot rần rần về cuốn truyện trinh thám sát nhân của tác giả giấu tên. Không hiểu lý do vì sao mà tác giả không muốn công bố cái kết cho câu chuyện. Thôi, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại mời mua bản thảo phần cuối cùng của bộ truyện trinh thám chưa được công bố. Anh ấy và Ranbo vốn là thám tử nên rất mê mẩn với lời đề nghị này. Cả hai cùng nhau đến vị trí điểm hẹn để xem thử rút cuộc bản thảo có phải là thật hay không. Cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khác. Kịch bản thì cũng có đó mà còn bonus thêm một người bị sát hại ngay chính tại nơi này.
Rambo dựa vào những chứng cứ ở hiện trường và phán đoán rằng chắc chắn đây là vụ dàn xếp giết người thành tự sát. Hung thủ cố tình gây án ở nơi đông người rồi tẩu thoát là đã khiến cho mọi người xung quanh mau chóng nhận ra có người muốn tự sát. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Hung thủ và người bán bản thảo kịch bản không hề xuất hiện. Bình thường mấy vụ án cỏn con này sẽ bị Rambo vạch trần như thường lệ. Nhưng lần này, đối thủ mà cậu thám tử phải đối mặt sở hữu dị năng khắc tinh những người điều tra. Hắn có thể xóa sạch chứng cứ và không để lại bất cứ dấu vết gì sau mỗi lần gây án. Ví dụ như hung thủ lấy dao đâm người thì sức mạnh của hắn có thể làm biến mất dấu vân tay, camera ghi hình, hung khí rồi ba la ba la các kiểu. Tóm lại là cứ có cái gì có thể điều tra ra hung thủ thì tên này xóa sạch. Người mà tôi đang nói từ nãy đến giờ chính là Mushitoro. 2 tháng trước, hắn vẫn còn đang bị giam giữ nhưng mà sau đó đã được giải thoát nhờ Fyodor. Fyodor nhờ tên này giết một người đổi lại thì Mushitoro sẽ được tự do và thế là vụ án của ngày hôm nay đã diễn ra. Sau khi đã thực hiện hành vi giết người thì Mushi nhanh chóng bắt Grab tẩu thoát. Hắn nghĩ rằng mình đã xóa sạch chứng cứ nên là dù có điều tra cả đời cũng không ai có thể bắt được mình. Đang hí hay hí hửng thì tự nhiên từ đâu Rambo xuất hiện kế bên Mushi. Lúc này anh thám tử chưa kết luận rằng người đang đứng trước mặt mình là hung thủ đâu nghe. Rambo lấy cớ có việc gấp nên xin Mushi cho đi nhờ chiếc Grab về căn cứ. Quay trở lại điều bất thường từ vụ án ban nãy, bản thảo phần cuối của câu chuyện trinh thám được lấy từ đâu mà tại sao tác giả không muốn công bố mà nó lại có thể xuất hiện? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là hung thủ trong vụ án vừa rồi đã giết tác giả rồi lấy luôn phần cuối bản thảo. Con việc mời Poirier đến mua chỉ là để cho cậu ta chứng kiến cảnh tượng có ai đó nhảy xuống tự sát. Làm như vậy thì có thể khiến cho Poirier nghĩ rằng chắc là tên này áy náy vì lỗi lầm quá nên là đã quyết định tự sát rồi giao lại bản thảo cho người khác. Nhưng sự thật là hung thủ vẫn còn đang tung tăng ngoài vòng pháp luật. Tập 5, Rambo đã xem qua bản thảo và phát hiện được trang cuối bị nhòe đi. Cậu ấy cũng đã đến các tiệm photo gần hiện trường và tìm thấy tờ giấy có nội dung tương tự như vậy. Hung thủ chắc chắn đã xem qua bản thảo và vô tình làm nhòe trang cuối. Hắn phải photo lại trang giấy đó rồi để vào phong bì. Do không thể vứt tờ bị làm nhòe lung tung nên là hung thủ chỉ còn cách là giấu luôn trong tiệm photo. Phân tích mới sơ sơ vậy thôi mà đã thấy được mặt mày Mushi tái mét cả lên. Thôi thì vở kịch đến đây là hạ màn được rồi, xung quanh chiếc Grab là hàng tá lực lượng vũ trang đã mai phục sẵn theo hiệu lệnh của Rambo. Đáng lẽ là tên hung thủ phải lên phường làm bản kiểm điểm nhưng mà gã tài xế lại có giấy tờ ngoại giao. Nói ngắn gọn là chiếc Grab này có quyền miễn mọi can thiệp liên quan đến hình sự rồi bắt bớ này nọ. Công an địa phương không có thẩm quyền ngăn chặn chiếc xe ngoại giao này lại nên là họ đành nhắm mắt cho hung thủ chạy đi. Sau đó Mushi nhận một cuộc điện thoại từ Rambo. Thứ mà hắn nghe được là những thứ được viết trong cuốn sổ của Poe. Ai mà có xem phần trước thì có thể biết rằng bất kỳ ai đọc sách của Poe đều sẽ bị lôi vào trong thế giới chuyện mà cậu ấy tạo ra. Lần này nơi mà Mushi xuất hiện chính là hiện trường vụ án hắn giết người tác giả để đoạt lấy phần cuối của bộ truyện. Từ đầu Rambo đã đoán ra rằng Mushi và người tác giả của bộ truyện nổi tiếng là bạn bè của nhau. Mushi cũng không giết tác giả mà đó chỉ là một vụ tự sát. Bằng chứng là trang cuối của bản thảo đã bị làm nhòe đi vì nước mắt của Mushi. Tay sát thủ này đã hứa với người bạn của mình là giả làm hung thủ để cho án mạng đó thêm ly kỳ và hấp dẫn. Những người xem bộ truyện của tác giả cũng vì thế mà trở nên tò mò rồi suy đoán ầm ầm suốt mấy ngày nay. Mushi sau đó đã phải tự đến sở cảnh sát đầu thú. Hắn đáng lẽ đã có thể bỏ trốn và phủ nhận mọi thứ vì tất cả những suy luận của Rambo đều không có chứng cứ nhưng mà nếu Mushi làm vậy thì bí mật cái chết của người bạn kia cũng sẽ bị vạch trần. Mushi vì không muốn làm người bạn dưới số vàng phải thất vọng nên hắn chỉ còn cách là hy sinh bản thân mình vì lời hứa với người bạn thân kia. Xe áp giải phạm nhân vừa đi được một đoạn đã bị kẻ lạ mặt nào đó tấn công. Hắn tự nhận mình là thành viên trong hội thiên nhân ngủ suy đến để bịt miệng Mushi lại. Trước khi bị bắt đi, Mushi đã hét to vào trong bộ đàm rằng nhất định hội thám tử vũ trang không được nhận nhiệm vụ trong thời gian sắp tới. Fyodor đã gài bẫy, hãy cẩn 3 chấm. Tập 6. Văn phòng thám tử lúc này đang nháo nhào về các vụ thảm sát trong thành phố. Những nạn nhân trong thời gian gần đây đều chết rất bi thảm và đang dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Đối tượng bị tình nghi hàng đầu là hội thiên nhân ngủ suy. Rambo thì theo lời cảnh báo của Mushi và khuyên văn phòng thám tử không nên tiếp tục điều tra. Còn ngài chủ tịch thì khăng khăng từ chối vì nếu họ không làm thì những nạn nhân mới sẽ tiếp tục bị thảm sát. Không lâu sau đó, một thành viên trong thiên nhân ngủ suy đã xuất hiện gửi lời thách thức đến văn phòng thám tử. Bọn chúng đang bắt giữ rất nhiều nhân vật cộm cán trong giới chính trị. Nếu văn phòng thám tử không đến giải cứu thì tất cả con tin sẽ bị sát hại dần dần theo thời gian cho đến khi không còn ai sống sót nữa. Đã bị đẩy vô thế này thì văn phòng thám tử muốn im hơi lặng tiếng cũng hơi khó. Rambo trên đường bí mật điều tra đã tìm thấy nơi giám đốc Taneda đang bị giam giữ. Hình như tổ chức này có liên quan đến hội vi mà trước đây Rambo từng chạm trán.
Một trong số chúng có khả năng trao đổi thông tin bằng cách kiểm soát trí óc, nên là toàn bộ thông tin Taneda biết về văn phòng thám tử đã bị tổ chức thiên nhân ngũ si nắm hết. Taneda cũng đã bị trọng thương và không còn cứu chữa được nữa. Ông ấy dặn dò là kẻ địch đã lấy được một trang giấy trong cuốn sách độc nhất vô nhị. Khả năng của cuốn sách đó khá rườm rà, nên là bây giờ có giải thích thì người xem cũng khó lòng hiểu được. Tạm thời thì mọi người cứ biết rằng ai có được cuốn sách sẽ có thể đóng vai vị thần toàn năng ước gì được đó. Hội thiên nhân ngũ suy chỉ lấy được mới có một trang trong cuốn sổ. Nếu mà chúng chiếm được cả cuốn sổ thì trước sau gì ngày tàn của thế giới cũng sẽ đến. Nãy giờ tôi lo quan sát bên chỗ ngài giám đốc quá, nên là chưa kể qua chỗ mặt trận Bạch Hổ đang tham chiến. Kẻ địch đang giao chiến với Asushi là một thành viên trong thiên nhân ngũ suy. Sức mạnh của hắn thì thôi bá khỏi cần phải bàn. Nikola được mệnh danh là nhà ảo thuật đại tài. Hắn chỉ cần đưa tay vào trong chiếc áo choàng là cánh tay đó có thể xuất hiện trong không trung ở một vị trí bất kỳ nào mà hắn muốn. Giới hạn khoảng cách của sức mạnh này là 20m. Nhìn nó kiểu giống như chill room của thằng Raw trong One Piece ấy. Ai mà chưa biết thì ghé kênh L xem tóm tắt nha. Nikolai cũng chưa muốn giết Bạch Hổ ngay lúc này. Hắn chỉ câu kéo một hồi rồi giam giữ Asushi lại ở tầng hầm. Phía chính phủ đã dàn quân xung quanh nơi các con tin chính trị bị giam giữ. Họ cũng chỉ có thể quan sát thôi chứ không dám manh động vì sợ làm ảnh hưởng đến tính mạng con tin. Giây phút kịch tính cũng đã đến. Nikolai hạ lệnh giết hết con tin trong phòng và rồi tự kết liễu luôn bản thân. Điều quan trọng ở đây là không hiểu tại sao những thành viên văn phòng thám tử lại xuất hiện bên cạnh những cái xác, trong tay cầm hung khí gây án. Xung quanh lại chẳng có ai làm chứng cho sự vô tội của bản thân. Hóa ra đây là những gì Mushi từng cảnh báo. Hội thiên nhân ngũ suy đã dàn xếp vụ thảm sát này rồi đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu văn phòng thám tử. Tập 7. Chỗ của Rambo cũng xuất hiện điều kỳ lạ tương tự. Camera trong phòng đã ghi lại toàn bộ cảnh cậu ấy đã tự giết ngài giám đốc Taneda. Quân đội chính phủ dù không muốn tin nhưng mà sự thật trước mắt bắt buộc họ phải kết luận rằng văn phòng thám tử vũ trang chính là hung thủ gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng trong thời gian gần đây. Rambo gọi cho mọi người để dặn dò họ chạy trốn đi chứ đừng cố ở lại giải thích. Dù có biện minh thế nào cũng không thể thoát tội được khi mà chứng cứ đã quá rõ ràng. Tờ giấy trong cuốn sổ độc nhất vô nhị đã giúp hội thiên nhân ngũ suy thay đổi thực tế. Chắc chắn chúng đã viết vào tờ giấy câu dịch chuyển văn phòng thám tử vào bên trong hiện trường để vu khống tội giết người. Nếu bây giờ mọi người bị chính phủ bắt được thì án tử là điều không thể tránh khỏi. Họ cần tẩu thoát rồi bắt thiên nhân ngũ suy thì may ra vụ án này mới có lời giải đáp. Sự việc lần này nghiêm trọng đến mức làm đội chó săn cũng phải ra mặt. Hội chó săn là hội tập hợp những người lính tinh nhuệ nhất phục vụ ngầm cho chính phủ. Sức mạnh của mỗi người họ chắc phải tốn cả buổi trời mới mô tả được độ bá đạo sánh ngang cả vạn quân. Bốn chú cún đã chia thành hai nhóm để truy xét mục tiêu văn phòng thám tử. Chỉ mất khoảng vài giờ sau đó là họ đã có thể tìm thấy nhóm Kunikida trên đường tháo chạy. Đúng như những gì mà tôi đã quảng cáo, Tetro đứng cách mục tiêu mấy cây số mà chỉ cần một đường kiếm chớp nhoáng là đã có thể chẻ đôi chiếc xe Kunikida đang điều khiển. Những thành viên khác dù ra sức chống cự thế nào cũng lần lượt bị hạ gục dưới tay kiếm sĩ này. Chuja xuất hiện ngay thời khắc quyết định để ứng cứu mọi người. Tập 8. Không thể tin được rằng có ngày văn phòng thám tử phải nhờ đến sự trợ giúp từ mafia cảng. Tất nhiên là đám ác ôn kia cũng không tự nhiên mà làm từ thiện phi vụ này. Ngài chủ tịch Yukichi đã hứa rằng chỉ cần Mori phái quân đến cứu viện thì ông ta sẽ có thể chọn một thành viên trong văn phòng thám tử về làm thuộc hạ. Đám chó săn cũng không vì thế mà từ bỏ dễ dàng. Từ đầu chúng đã không ngán ngẩm gì mấy vụ mục tiêu giữ khoảng cách này rồi, vì dù có bao xa thì kiếm của Tetro cũng có thể với tới. Kunikida đành hy sinh bản thân để cầm chân kẻ địch lại thì những người khác mới có cơ hội bỏ trốn. Đã 2 ngày trôi qua kể từ sau vụ thảm sát kinh thiên động địa, hiện giờ Bạch Hổ đang âm thầm hoạt động cùng với bé sát thủ. Họ đến tìm sự giúp đỡ từ Francis vì tên này đang sở hữu hệ thống mắt thần. Rất có thể quân bài này sẽ tìm được vị trí của mấy tên thiên nhân ngũ suy. Không chỉ Asushi mà kẻ địch cũng đã tính đến trường hợp này. Lúc Bạch Hổ đến nơi đã thấy Francis đang giao chiến cùng với cha xứ Nathaniel. Nhìn anh ta có vẻ tức thần và không còn kiểm soát được hành động nữa. Nathaniel cứ liên thuyên về việc phải cứu được Margaret và muốn đoạt mạng cụ thủ lĩnh Ghoul cho bằng được. Tên Francis không phải là dạng vừa, hiện giờ hắn đang là đại gia mà. Chỉ cần có tiền trong tay là tên này còn bá đạo dữ lắm. Tạm thời Francis đã có thể đánh đuổi được Nathaniel. Phân tích chút về tình hình hiện tại, Daza đã bị chính phủ bắt trước khi vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra. Nơi anh chán đời đang bị giam giữ cũng là nơi Furor đang ở. Nhà tù dị năng đó được xem như là bí mật quốc gia và không ai có thể tìm ra được vị trí chính xác của nó. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm cách nào mà Fioro trong lúc đang bị bắt giam mà lại có thể liên lạc với đồng bọn ở phía bên ngoài? Dazai và Fioro cùng nhau bước vào nhà tù cũng giống như hai quân vua đã chạm mặt.
Điểm quyết định thắng thua lúc này là quân vua nào tìm ra cách liên lạc với bên ngoài của đối phương trước. Giả sử phương thức liên lạc của một trong hai bị vô hiệu hóa, thì các quân cờ ở thế giới thật sẽ không thể đi tiếp nữa và tất nhiên là phần thắng sẽ dành cho bên còn lại. Manh mối lúc này mà nhóc hổ đang bám theo là nhân vật Mushi đã bị Thiên Ngũ Suy bắt đi ở mấy tập trước. Chỉ cần dùng mắt thần tìm ra Mushi thì rất có khả năng rằng tìm ra được hang ổ của Thiên Ngũ Suy. Ranjit đã chấp nhận giúp đỡ với một điều kiện, đó là văn phòng thám tử phải cứu Margaret trước. Akiko có khả năng cấm tử, nếu cô nàng này ra tay thì chắc chắn Margaret sẽ được cứu sống. Tập 9, Akiko là mục tiêu mà Mori nhắm đến sau khi hoàn thành thỏa thuận với ngài chủ tịch. Boss Mafia Cạn rất muốn sở hữu năng lực cấm tử của cô nàng này, còn vì lý do gì sao thì chúng ta phải quay về quá khứ nhiều năm trước để hiểu rõ. Khi đó, Akiko còn đang làm y tá dưới trướng của Mori. Cả hai đang hoạt động trong vùng chiến sự vô cùng khắc nghiệt. Khả năng cấm tử của nữ y tá giúp cho những binh sĩ như được hồi sinh sau khi bị thương rất nặng. Thoạt nhìn thì có thể thấy Akiko như vị thần đối với họ, nhưng mà cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác thì mọi chuyện lại dần trở nên tồi tệ đi. Đáng lẽ họ đã có thể rút lui vì thương vong trên mặt trận quá lớn, nhưng chỉ vì Akiko có mặt ở đó nên là những người lính mới không thể trở về quê nhà. Họ ước được chết một lần cho xong, chứ mà cứ để nữ y tá kia cứu giúp thì trước sau gì cũng phải chết thêm lần nữa. Đó cũng là kế hoạch của Mori khi chiêu mộ Akiko về dưới trướng. Ông ấy muốn lợi dụng dị năng cấm tử để tạo thành đội quân không thể tiêu diệt. Về mặt lý thuyết thì sinh mạng của những người lính đã được cứu, nhưng mà còn về mặt tinh thần thì dường như không còn như trước nữa. Khi thời chiến kết thúc, Akiko đã bị ám sát suốt phần đời còn lại. Cô ấy làm y tá với ước mơ có thể cứu được nhiều người, nhưng lại không thể ngờ rằng sự cứu rỗi đó lại chỉ như là tra tấn đối với các binh sĩ. Vậy thì Akiko còn sống để làm gì nữa? Mục đích của khả năng cấm tử mà cô sở hữu rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một lần nữa, ngài chủ tịch Yokichi đã xuất hiện để chiến đấu với Mori và giành lại cô nàng tội nghiệp này. Cũng giống như cách mà Yokichi đã thuyết phục Rambo, ông ấy nói rằng năng lực của Akiko khiến cô ấy trở nên khác với mọi người. Vậy thì hãy dùng nó để bảo vệ họ. Dù cho sự đớn đau của những binh sĩ được cấm tử cứu sống là thật thì đã sao nè. Cuối cùng, họ vẫn có thể trở về với gia đình và bạn bè nhờ có năng lực ấy. Không có dị năng nào là xấu cả, cái xấu ở đây là cách mà con người sử dụng năng lực đó vào mục đích gì. Sau đó, Akiko đến với tổ chức thám tử một cách vui vẻ và cống hiến cho đến ngày hôm nay. Tập 10, nhóm Bạch Hổ đã mang Margaret đến cho Akiko điều trị đúng theo kế hoạch. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi chiếc xe phát nổ và quân đội chính phủ ập tới bao vây mọi người. Tồi tệ hơn là trong số đó còn có một kẻ bịt mặt là thành viên trong nhóm chó săn. Sau đó, cả đám phải xách dép lên chạy tứ phía. Rất may là cuối cùng Akiko cũng đã có thể gặp được nhóm của Bạch Hổ. Việc dùng cấm tử lên Margaret thì dễ rồi, nhưng mà làm sao để cắt đuôi được tên cuốn săn bịt mặt ở đằng sau mới là khó. Đột nhiên, hắn lấy ra miếng thiết của những binh sĩ ở chiến trường khốc liệt năm xưa mà nữ y tá từng làm việc. Những hình ảnh về địa ngục đó một lần nữa xâm chiếm trí óc Akiko, khiến cô ấy như chết lặng trước mọi thứ. Các thành viên Mafia Cạn đã cố gắng yểm trợ cho cô nàng chạy trốn, nhưng mà những nỗ lực đó cũng chỉ có thể câu kéo thêm được một chút thời gian trước khi cơn ác mộng kéo đến. Thành viên thứ 5 trong đội cuốn săn có khả năng điều khiển kim loại quá lợi hại. Chỉ cần xung quanh có kim loại thì đó là chiến trường ưu thế cho hắn. Sự việc đến nước này thì cũng không cần phải giấu mặt nữa, thành viên thứ 5 của đội cuốn săn chính là Tachihara. Anh trai của hắn là người đã từng ở chiến trường khốc liệt cùng với Akiko. Trước giờ Tachihara chỉ trà trộn vào Mafia Cảng với thân phận là lính mà thôi, chứ thật ra hắn là người làm việc cho chính phủ. Tập 11, sau khi hoàn thành thỏa thuận của Margaret thì Francis đã dùng mắt thần để tìm Mushi. Không biết nên vui hay nên mừng vì hiện giờ tên sát thủ rõm đó đang bị nhốt trong trụ sở của chính phủ, chứ không phải trong căn cứ của đám thiên nhân ngũ suy. Tới lúc bé Kyoka trổ tài rồi, cô nàng chỉ cần dùng tuyết dạ xoa đánh lạc hướng lính gác, rồi sau đó cả đám nhân cơ hội chạy thoát theo đường khác là xong. Nhìn qua có thể thấy kế hoạch này không hề có kẻ hở gì, vậy mà cuối cùng nhóm Bạch Hổ vẫn bị Argo tóm lại ngay phút chót. Anh chàng này có khả năng trích xuất ký ức từ đồ vật. Ban nãy họ vô tình chạm vào mớ tiền trong két sắt của phòng giam, nên chỉ cần Argo chạm mớ tiền đó là đã có thể đọc được kế hoạch tẩu thoát của nhóm Asushi. Mà nói là bắt vậy thôi chứ Argo cũng theo phe tụi này. Anh ấy đến đây với mục đích là giúp mọi người trốn thoát, đồng thời gửi lời nhắn của Dazai đến cho Bạch Hổ. Phương thức mà Dazai dùng để liên lạc với bên ngoài chính là nhịp tim của bản thân. Người duy nhất nhận được tín hiệu đó là Anwo, bởi vì anh ta làm việc cho chính phủ. Anwo đã dùng quyền hạn của mình để xem nhịp tim của tù nhân và thông qua đó nhận được lời nhắn của Dazai. Sau đó cả đám đã đi đến văn phòng của Lucy tạo ra để tiện cho việc nói chuyện. Thông tin mà Mushi biết được đó là nhóm thiên nhân ngũ suy gồm 5 thành viên. Fyodor và Nikolai là hai trong số đó, còn những kẻ còn lại thì không rõ tung tích. Hình như Fyodor không phải là chùm cuối.
Muji biết rằng có một tên giấu mặt quản lý cả hội thiên nhân ngũ suy nhưng không biết danh tính của kẻ đó là ai. Hiện giờ, chúng đang sở hữu một trang giấy của cuốn sổ độc nhất vô nhị. Một mặt của tờ giấy đã được sử dụng để vu khống tội giết người cho văn phòng thám tử. Giờ chúng chỉ còn có thể sử dụng mặt còn lại thêm một lần nữa mà thôi. Âm mưu của hội thiên nhân ngũ suy là rất lớn nên một trang giấy có thể sẽ không đủ. Nếu đi theo giả thiết này thì mọi người có thể đoán được rằng kẻ địch phải thực hiện những việc lặt vặt của kế hoạch trước rồi mới sử dụng tờ giấy để thực hiện phần quan trọng còn lại. Tập 12. Đội chó săn đã cử hai thành viên đến quán cà phê mà văn phòng thám tử thường ghé để điều tra. Họ muốn biết vị trí Lucy vì cô nàng này có thể tạo ra nơi che giấu kẻ địch. Mới đầu vô, tôi giới thiệu nhóm cuốn săn bá vậy thôi chứ mọi người đừng nghĩ tụi này xấu nha. Nói chung thì nhóm cuốn săn cũng chỉ làm mọi thứ để bảo vệ tổ quốc. Còn những việc như là bạo hành môi thông tin rồi giết người vô tội thì không có đâu. Dựa theo thông tin điều tra thì họ biết rằng Lucy đã đến casino trên không để lẩn trốn. Chỉ huy của nơi này đã từ chối phong tỏa pháo đài nên đội chó săn chỉ còn cách là tự mình đột nhập vào bên trong tìm hiểu. Toshihara đã phát hiện ra một cái rương lớn chứa đựng nhiều loại tiền của nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng ngờ hơn là chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào và gây sát thương cho những ai đứng xung quanh. Nếu lượng tiền này bị tuồn đi khắp nơi thì thảm họa chắc chắn sẽ rất lớn. Chứng cứ này đủ để tố giác casino có liên quan đến việc gây ra khủng bố. Tay chỉ huy nơi này cũng là một trong những thành viên của hội thiên nhân ngũ suy. Mục đích mà Lucy đến đây cũng là để điều tra manh mối có liên quan đến hắn. Nếu tụi chó săn thấy Asushi và Kyoka ra sức chống thiên nhân ngũ suy thì cũng có thể chứng minh rằng họ hoàn toàn có thiện chí và không muốn đối đầu với chính phủ. Xuất thân của Sigma và casino trên không hoàn toàn đều là giả. Thật ra Fyodor chỉ viết nó trong trang giấy quyền năng để tạo ra thôi chứ trước kia nó không hề tồn tại. Hắn muốn lợi dụng sự tồn tại của Sigma trong kế hoạch thao túng thế giới. Sigma không hề biết về việc này. Anh ta cũng không biết lý do vì sao mình xuất hiện trên thế giới. Lý do duy nhất khiến Sigma tồn tại là bảo vệ pháo đài trên không. Khi một con người bị đẩy vào đường cùng cũng là lúc họ trở nên đáng sợ nhất. Sigma sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ kế hoạch mà Fyodor tạo dựng nên. Tất cả đều đã được dàn xếp như quân cờ trên bàn và Sigma chính là nạn nhân trong ván cờ định mệnh đó. Tập 13. Chỉ huy pháo đài đã ban lệnh cho mọi người rằng bất cứ ai bắt đội chó săn lại sẽ được ban thưởng bằng tiền nóng. Vì nhiều người đang mắc nợ nên là buộc họ phải vác súng ống lên săn đuổi con mồi. Bạch Hổ và Kyoka cũng vô tình bị ảnh hưởng bởi lệnh săn đuổi vừa rồi của Sigma. Dù sao thì đám đó cũng chả phải là lính tinh nhuệ nên là không ai có thể bắt được mục tiêu. Tâm điểm nhất lúc này là trận chiến ở phòng điều khiển giữa nữ quái và gã chỉ huy. Tuy Sigma không sở hữu năng lực gì mạnh nhưng mà hắn lại có thiết bị khống chế những ai có dị năng. Khát vọng bảo vệ casino đã khiến cho Sigma như con mãnh thú làm tất cả mọi thứ để chống lại quân thù. Đáng tiếc là nhiều đó vẫn chưa là gì nếu so sánh với thực lực của chó săn. Sau đó, gã chỉ huy đã bị nữ quái hất văng ra khỏi con tàu. Lúc đầu, Bạch Hổ tính ra tay chống thiên nhân ngũ suy trước mặt chó săn để chứng minh mình không có ý định chống chính phủ mà cuối cùng lại bị đẩy vô thế phải cứu Sigma. Bởi vì chỉ có hắn ta mới biết được vị trí của những tên còn lại đang ở đâu. Khi một quân cờ không còn tác dụng cũng là lúc Fyodor cho nó văng ra khỏi bàn cờ. Cha xứ Nathaniel đã xuất hiện và tấn công nhằm tiêu diệt đầu mối duy nhất là Sigma. Bạch Hổ sau đó đã may mắn trốn thoát cùng với năng lực của Lucy nhưng mà cậu ấy đã không thể cứu được Sigma. Tachihara đã thu thập hết toàn bộ dữ liệu trên casino rồi rút lui cùng với nữ quái. Cậu ta cũng nhìn thấy video mà Bạch Hổ để lại với nội dung là văn phòng thám tử hoàn toàn vô tội. Họ đã bị thiên nhân ngũ suy vu oan. Đây chính là quân cờ mà Fyodor không thể lường trước được. Rốt cuộc Tachihara sẽ chọn tiếp tục là một thành viên của mafia cảng hay là anh ta sẽ trở về làm chó săn tiêu diệt văn phòng thám tử. Đó cũng là những tình tiết cuối cùng đã khép lại season 4 của bộ Bungo Sherlock. Phần tiếp theo hứa hẹn là sẽ rất ly kỳ và hấp dẫn với màn đấu trí của Dazai và Fyodor. Không biết ai sẽ là người sở hữu cuốn sổ độc nhất vô nhị đây ha? Ai mà thắc mắc thì cùng L chờ đợi season tiếp theo nghe. À, mà còn về thông tin season 5 thì nghe nói là sẽ ra mắt trong năm 2023 đó nghe. Thông tin này mình cũng chỉ đọc trên mạng thôi chứ thời gian chính xác thì vẫn còn phụ thuộc vào nhà sản xuất. Mà phim có ra trong năm nay thì cũng phải đợi ra đủ tầm hết bộ hoặc là 12 tập trở lên gì đó tụi mình mới làm video được. Trong thời gian chờ đợi các bạn có thể theo dõi những series khác của L nữa nghe. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.